Nếu muốn níu kéo cơ hội vào bán kết AFF Cup 2022, Campuchia chào mừng quý vị đã đến với kênh Thái Hải TV. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2022 theo giờ Việt, sẽ diễn ra trận đấu bảng AFF Cup 2022 giữa hai đội Campuchia gặp Brunei. Trận đấu này sẽ được trực tiếp trên kênh YouTube FPT Bóng đá Việt, FPT Play, VTV5 và VTV Cần Thơ. Hoặc quý vị có thể bấm vào đường link bên dưới phần mô tả video này là sẽ xem được trực tiếp. Ngoài ra để thuận tiện cho quý độc giả, chúng tôi sẽ cập nhật và tường thuật mọi diễn biến mới nhất liên quan đến trận Campuchia gặp Brunei ngay tại kênh Thái Hải TV. Mời các bạn cùng đón xem. Và sau đây là dự đoán tỷ số, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Phân tích, nhận định những thông tin bên lề trước trận đấu. Nếu muốn níu kéo cơ hội vào bán kết AFF CUP 2022, Campuchia buộc phải có chiến thắng đậm trong cuộc tiếp đón đối thủ bét bảng Brunei trên sân nhà ở lượt trận này. Sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng AFF CUP 2022, Campuchia kiếm được 3 điểm. Trận thua với tỷ số 1-2 trước Indonesia đã khiến cho cơ hội đi tiếp của Campuchia bị lung lay nghiêm trọng. Nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết, những chiến binh ăn cần phải có được 3 điểm trước Brunei, đội bóng yếu nhất bản và đã chắc chắn bị loại sau 3 trận toàn thua cùng 17 lần vào lưới nhặt bóng. Campuchia có thể coi là bất ngờ hiếm hoi ở AFF CUP 2022 với lối đá tấn công có phần phóng khoáng và khá cống hiến. Tuy nhiên thật khó để xếp thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda ngồi chung mâm với Thái Lan và Indonesia. Dẫu vậy, Brunei sẽ là đối thủ tương đối vừa miếng để Campuchia có thể phô diễn được sức mạnh. Đội bóng xứ Angkor khởi đầu bằng chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Philippines. Đến lượt trận thứ hai, dù chơi đầy nỗ lực nhưng rốt cục Campuchia vẫn thất thủ 1-2 trên sân của Indonesia. Cần phải thừa nhận sự tiến bộ của bóng đá Campuchia sau những gì thể hiện ở giải đấu năm nay vẫn biết việc vượt qua vòng bảng là mục tiêu hoàn toàn ngoài tầm với của thầy trò huấn luyện viên Honda song tin rằng Campuchia sẽ chiến đấu đến cùng. Trước mắt họ sẽ quyết tâm đè bẹp Brunei để vừa kiếm thêm 3 điểm vừa cải thiện hiệu số phụ. Trong trường hợp trận còn lại của lượt này Indonesia gặp Thái Lan kết thúc có phân thắng, bại thì ít nhất Campuchia sẽ sở hữu cùng 6 điểm với một trong hai đội Indonesia hoặc Thái Lan khi đó ít ra quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Campuchia ở lượt cuối họ sẽ gặp Thái Lan còn Philippines gặp Indonesia. Nhìn chung, đội quân của huấn luyện viên Keisuke Honda thừa khả năng hoàn thành mục tiêu đề ra bởi đơn giản Brunei quá yếu. Sau 3 trận đã chơi ở AFF CUP 2022, đại diện của quốc gia nhỏ bé nhưng dồi dào vàng đen dầu mỏ này thua sắp mặt cả ba, ghi được đúng một bàn trong khi nhận lại tới 17 bàn thua với việc chấp tới 3-3 trên 4, tức là còn cao hơn cả Philippines 3 1 phần 4 và thắng 5 1 thì Campuchia xem ra được tin tưởng sẽ thắng Brunei ở mức tối thiểu 4 bàn. Campuchia sau trận thắng bất ngờ ở ngày ra quân trước Philippines đã phải nhận thất bại khi làm khách trên sân Indonesia. Dù vậy, với 3 điểm làm vốn, đội bóng xứ chùa Tháp vẫn còn hy vọng giành vé đi tiếp. Vì chỉ phải gặp Brunei đội yếu nhất giải là cơ hội rất tốt để chan the a và đồng đội giành thêm điểm số trước khi bước vào lượt trận cuối đây cũng là nhiệm vụ bắt buộc nếu campuchia muốn có vé vượt qua vòng bảng bởi thái lan sẽ đợi họ ở trận chốt lại vòng bảng campuchia ở giải này chơi không tệ họ trình diễn bộ mặt nhiều sức sống với những đường lên bóng tốc độ cái thiếu của họ là bản lĩnh trận mạc và sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm tuy nhiên Điều này không quá quan trọng bởi Brunei sau 3 trận toàn thua đã cho thấy họ hoàn toàn không đủ khả năng làm khó Campuchia. Nếu chơi đúng sức và tận dụng được các cơ hội, 3 điểm khó tuột khỏi tay thầy trò huấn luyện viên Honda. Dự đoán kết quả Campuchia thắng Brunei với tỷ số 3-0. Đội hình dự kiến phía Campuchia, Keo Sok Sela, Rung buồn hình Xe Uy Visa, Saret Kriya, số Bahrain, Inso David, On c h o u n c -A, a m a Phí Brunei, Nirin, SISA, i s a Ayman, Yunos, Hassan, Saleh, Ali, Aminuddin, Hà kém Sa-X, Shaman, Adi sa Nếu muốn níu kéo cơ hội vào bán kết AFF CUP 2022, Campuchia buộc phải có chiến thắng đậm trong cuộc tiếp đón đối thủ bét bản Brunei trên sân nhà ở lượt trận này. Campuchia mới chỉ có 3 điểm sau hai lượt trận đầu tiên tại AFF CUP 2022. Đội bóng xứ ăn co khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Philippines ở ngày ra quân. Nhưng đến lượt trận thứ hai, dù chơi đầy nỗ lực, Campuchia vẫn thất thủ 1-2 trước Indonesia trên sân khách. Trận thua đáng tiếc này khiến cơ hội vào bán kết của Campuchia bị hẹp dần đi rất nhiều. Với việc Campuchia không thi đấu ở lượt 3, trong lúc Thái Lan và Indonesia đều có được 3 điểm trọn vẹn trước Philippines và Brunei, cục diện ở bảng A đang gây bất lợi cho đội quân của huấn luyện viên Keisuke Honda. Nếu muốn giành vé đi tiếp, Campuchia buộc phải thắng trong hai lượt trận cuối gặp Brunei và Thái Lan. Thực tế, trong hai đối thủ Brunei có thể xem là vừa miếng với Campuchia. Đội bóng đất dầu mỏ cho thấy sân chơi AFF Cup vẫn là quá tầm với họ. Sau 3 lượt trận, Brunei để thua cả 3, mới chỉ ghi một bàn và để thủng lưới tới 17 lần. Gần nhất, Brunei mới để Indonesia vùi dập với tỷ số 7-0. Campuchia không đẳng cấp như Indonesia nhưng vẫn được đánh giá trên tầm Brunei. Đội chủ nhà chắc chắn sẽ nhập cuộc với tâm thế cửa trên chơi áp đảo để tìm kiếm một chiến thắng đậm trước Brunei. Ngoài việc tạo động lực cho lượt trận cuối gặp Thái Lan, thắng lợi với tỷ số cách biệt trước đối thủ bét bản này ít nhiều cũng giúp Campuchia vớt vát chút hy vọng cạnh tranh hiệu số trong cuộc đua vào bán kết. Tại AFF CUP 2022, Campuchia đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về trình độ. Các cầu thủ Campuchia không còn chơi bóng kiểu tự phát hoặc dễ dàng mất tinh thần xa suất thể lực dẫn đến vỡ trận sau khi để thủng lưới. Ở trận ra quân, Campuchia đã thi đấu rất hứng khởi và đánh bại Philippines 3-2 dù bị đánh giá thấp hơn. Đáng chú ý, sau khi dẫn trước hai bàn và bị gỡ hòa 2-2, Campuchia không hề nao núng mà vẫn chơi đỉnh đạt để có được bàn thắng quyết định kèm theo 3 điểm rất xứng đáng. Đến trận đấu thứ hai, Campuchia phải làm khách trước Indonesia nhưng cũng không phòng ngự một cách thụ động dù thu một hai ở trận này, nhưng Campuchia đã có nhiều thời điểm khiến Indonesia phải chơi rất vất vả để bảo vệ lợi thế mong manh. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Keisuke Honda, Campuchia giờ cho thấy họ không cam chịu là đội bóng lót đường. Với 3 điểm sau 2 trận, dù không có được vị trí tốt tại bảng A, nhưng Campuchia vẫn chưa hết hy vọng đua tranh vé vào bán kết. Trong khi đó, Brunei trong lần trở lại vòng bảng AFF Cup trước đây mang tên Tiger Cup sau 26 năm vắng mặt đã cho thấy họ vẫn là đội rất yếu. Sau 3 trận đấu, Brunei đều thu đậm, chỉ ghi được một bàn và để thủng lưới tới 17 bàn. Kịch bản chung trong cách chơi của Brunei là họ phòng ngự số đông, chơi với cố gắng đáng ghi nhận nhưng lực bất tòng tâm. Đặc biệt, ở hiệp 2, khi thể lực suy giảm, Brunei rất dễ vỡ trận và thủng lưới nhiều trong những phút cuối. Tại vòng đấu này, hai đội đang dẫn đầu là Thái Lan và Indonesia sẽ đỏ sức trực tiếp. Chính vì vậy, Campuchia càng khát khao giành thắng chỉ hắn bằng đỡ trước đội đấu khó khăn gặp Thái Lan. Một cơn mưa gôn vào lưới Brunei là nhiệm vụ rất khả thi với nhà vua Đông Nam Á nếu họ không phung phí cơ hội dứt điểm một cách vô duyên. 26 năm mới trở lại AFF Cup, Brunei quả thật quá yếu so với các đối thủ cùng bản đấu. Thủng lưới tới 17 lần, ghi được một bàn thắng duy nhất và thua cả ba trận đã đấu. Brunei thật khó để có lời chia tay đẹp với giải. Làm khách của Campuchia chắc chắn là thử thách quá khó khăn với đội bóng trẻ này. Ở chiều ngược lại, Campuchia chắc chắn sẽ nhập cuộc với đầy sự quyết tâm. Không chỉ là mục tiêu ba điểm, những chiến binh ăn co còn cần mục. Một... Chiến thắng đậm để có thể níu giữ hy vọng nhỏ nhoi vào bán kết. Đừng quên rằng ở lượt trận cuối Campuchia sẽ còn phải làm khách trước đội tuyển Thái Lan. Với hai đội bóng sở hữu hàng công chất lượng cùng ghi được 9 bàn thắng ở AFF Cup, thông thường, sự chú ý sẽ đổ dùng về các tiền đạo như Tire Sindanda, Adisak Raison hay Ii Maulana, Wit Sulaman. Tuy nhiên, ở trận đấu sắp tới, người hâm mộ cần phải tập trung vào màn so tài giữa The Era Thần Bốn Ma Thần và Jordi Amat, một hậu vệ, một trung vệ đó là một nghịch lý nhưng cũng rất thú vị bún ma thần không thay đổi nhiều dù chơi trái sở trường nhưng như huấn luyện viên pôn kinh từng chia sẻ với dinh anh là một cầu thủ thông minh đọc trận đấu tốt và luôn tung ra được những đường truyền sắc lẹm khi được đẩy lên chơi tiền vệ tấn công bún ma thần còn nguy hiểm gấp bội trong vùng cấm T. racing đang chân sút số một lịch sử aff cup luôn chờ đợi để đón đường treo bóng tạt bóng của bún ma thần đàn đà có thể dứt điểm ngay hoặc làm tường cho đồng đội. Đó là phương án tấn công chủ đạo của Thái Lan ở AFF CUP 2022. Sau hai trận, bú Ma Thần dẫn đầu danh sách kiến tạo với ba đường truyền thành bàn. Ở thống kê tạo cơ hội, con số còn khủng khiếp hơn. Bù Na Ma Thần đã có 15 lần tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm, bỏ xa người đứng thứ hai là Li Malaysia, 8 lần sau 3 trận. Hai cầu thủ tạo cơ hội nhiều nhất của tuyển Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng cũng chỉ mới có 5 lần tạo cơ hội. Trong khi đó, Jordi Amat mới có một lần ra sân cho tuyển Indonesia. Tuy nhiên, những giá trị mà anh mang lại là rất lớn. Khi những phương án tấn công của Indonesia tỏ ra thiếu hiệu quả, Amat tạo sự khác biệt. Amat thực hiện rất nhiều đường truyền vượt tuyến, xuyên tuyến để mở ra cơ hội cho các đồng đội. Tuy nhiên, dàn tiền đạo Indonesia đã dứt điểm thiếu sắc bén nên họ chỉ đánh bại Campuchia 2-1. Những đường truyền của Amat sẽ rất có giá trị khi tuyển Thái Lan luôn chơi áp đặt với một hàng phòng ngự dân cao. Trong khi đó, Maulana hay Sulaman đều rất giỏi bất tốc. Vì thế, đây có thể là mảng tấn công nguy hiểm nhất mà Indonesia tạo ra trước người Thái. So với AFF Cup 2020, nhà đường kim vô địch Thái Lan mất hàng loại trụ cột Chana Thip Songkra Sin, Supa Sara chất không tham dự AFF Cup 2022 vì bận tập luyện, thi đấu ở Nhật Bản. Họ là hai ngoài nổ quan trọng nhất của voi chiến ghi tổng cộng 7 bàn ở giải đấu trên đất Singapore. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Alexander G. Polkin cũng không thể có sự phục vụ của những ngôi sao tấn công hàng đầu ở Thai League 1 là siêu Phanak mũ sừng ta 6 bàn, nằm kiến tạo sau 15 trận và su ghi chai dây được 10 bàn. Hai kiến tạo sau 13 trận, nguyên nhân là Buriram United, đội dẫn đầu bảng sau 15 vòng, đưa những cầu thủ chất lượng nhất của họ đi tập huấn ở Leicester City Anh. Tuyển Thái Lan mất gần như tất cả cầu thủ sáng tạo chất lượng nhất. Vì thế, huấn luyện viên Ponkin buộc phải chuyển từ sơ đồ 4321 hoặc 433 ưa thích sang 442 và đẩy 4 ma thần, hậu vệ trái số một đội tuyển lên đá tiền vệ trung tâm, trong khi Thái Lan có phần suy yếu Indonesia lại thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn. Dàn sao trẻ như ASNAVKI Mangkulam, Igi Maulana, Quyết Ân Sulaman, ngày càng trưởng thành vượt bậc và tỏa sáng đều đặn. Ngoài ra, huấn luyện viên Sinte Ion có thêm sự phục vụ của hai cầu thủ nhập tịch là Mark Klopp gốc Hà Lan và Jordi Mark gốc Tây Ban Nha. Khi cả hai cùng thay đổi, tâm điểm vô tình rơi vào Bù Na Ma Thần và Amat tầm ảnh hưởng của bốn ma thần Amat trong đội hình Thái Lan, Indonesia tương xứng với giá trị của họ. Theo Trần Sperm Akit, bộ đôi này có giá trị cao nhất AFF Cup 2022. Cụ thể, bốn ma thần được định giá 600.000 euro còn giá trị của Amat là 1 triệu euro. Bốn ma thần là đội trưởng, là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất trong đội hình Thái Lan. Anh từng vô địch di một lít, hai lần lên ngôi ở AFF Cup trong khi đó, Ahmad là tân binh của Indonesia nhưng anh từng khoác áo các đội trẻ Tây Ban Nha. Thời đỉnh cao, trung vệ này chơi bóng La Liga trong màu áo Espanyol, Real Betis và Rio Vallecano. Đó chính là lý do Liên đoàn bóng đá Indonesia phải nhập quốc tịch cho Ahmad. Chỉ mới cách đây một năm, Thái Lan hủy diệt Indonesia hoàn toàn trong trận chung kết AFF Cup 2022 với tổng tỷ số 6-2. Tuy nhiên, ở lần tái đấu này, mọi chuyện có thể rất khác. Indonesia và Thái Lan là trận đấu đáng xem nhất của bảng AAFF Cup khi họ đang là đương kim Á quân và vô địch của giải đấu. Trận đấu này càng thêm hấp dẫn bởi nếu có trọn 3 điểm, Indonesia hay Thái Lan sẽ nắm chắc ngôi đầu bảng, qua đó tránh đụng độ đội đầu bảng B nhiều khả năng là Việt Nam ở vòng bán kết. Chiều nay, Indonesia là đội bóng chiếm ưu thế hơn về mặt tâm lý khi được thi đấu trên sân nhà Utama Gelora Bunkano. Song song, đội bóng xứ vạn đảo đang có đà phong độ ấn tượng với chiến thắng 7, không trước Brunei ở lượt trận vừa rồi và đang có chuỗi 5 trận thắng tại mọi đấu trường tham dự. Tuy nhiên, khả năng Indonesia có trọn 3 điểm là rất thấp và đội quân của huấn luyện viên Sinte Ion nên hài lòng với một kết quả hòa. Nên nhớ! Thái Lan luôn là đối thủ kỵ dơ của Indonesia trong những năm gần đây. Theo đó, họ thua tới 7 và chỉ thắng có 2 lần ở 11 trận đối đầu mới đây trước Thái Lan. Đáng chú ý, đội khách Thái Lan bước vào trận đại chiến với Indonesia với đội hình tối ưu và phong độ đáng gờm. Lúc này, họ cùng với Việt Nam là hai đội bóng có phong độ chói sáng nhất giải khi thắng cả hai trận, cùng ghi chín bàn và không một lần thủng lưới soi kẹo Indonesia gặp Thái Lai, tỷ lệ châu Á 1 phần 2, 0 giờ 2 phút trên B3 trận đối đầu vừa rồi giữa Indonesia và Thái Lan có tỷ số hòa. Indonesia thắng kèo 6 phần 7 trận đấu vừa qua. Thái Lan thua kèo 2 phần 3 trận đấu xa nhà mới đây. Tỷ lệ OU 3 giờ 4 phút trên 5 trận đối đầu vừa rồi trên sân của Indonesia có không quá 3 bàn thắng được ghi mỗi trận. 6 trên 9 trận đấu mới nhất của Indonesia và 10 phần 13 trận đấu gần đây của Thái Lan cũng có không quá 3 bàn một trận. Xin kết thúc phần tin tại đây. Hãy nhấn nút đăng ký subscribe để nhận những video mới nhất của chúng tôi. Nhấn like để ủng hộ tác giả và phát triển kênh. Chúng tôi vô cùng biết ơn việc làm đó của các bạn. Các bạn có nhu cầu mua các bộ hát livestream, loa kéo di động, micro karaoke chất lượng uy tín nhất thì liên hệ với Thái Hải TV 2 qua số điện thoại 0939 732 349 nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Thái Hải TV. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2022 theo giờ Việt, sẽ diễn ra trận đấu bảng AAFF cấp 2022 giữa hai đội. Campuchia gặp Brunei. Trận đấu này sẽ được trực tiếp trên kênh YouTube FBT bóng đá Việt, FBT Play, VTV5 và VTV Cần Thơ. Hoặc quý vị có thể bấm vào đường link bên dưới phần mô tả video này là sẽ xem được trực tiếp. Ngoài ra để thuận tiện cho quý độc giả, chúng tôi sẽ cập nhật và tường thuật mọi diễn biến mới nhất liên quan đến trận Campuchia gặp Brunei ngay tại kênh Thái Hải TV. Mời các bạn cùng đón xem. Và sau đây là dự đoán tỷ số thông tin lực lượng, đội hình dự kiến phong độ, lịch sử đối đầu, phân tích, nhận định, những thông tin bên lề trước trận đấu. Nếu muốn nếu kéo cơ hội vào bán kết AFF Cup 2022, Campuchia buộc phải có chiến thắng đậm trong cuộc tiếp đón đối thủ bét bảng Brunei trên sân nhà ở lượt trận này. Sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng AFF Cup 2022, Campuchia kiếm được 3 điểm. Trận thua với tỷ số 1-2 trước Indonesia đã khiến cho cơ hội đi tiếp của Campuchia bị lung lay nghiêm trọng. Nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết, những chiến binh ăn co cần phải có được 3 điểm trước Brunei, đội bóng yếu nhất bản và đã chắc chắn bị loại sau 3 trận toàn thua cùng 17 lần vào lưới nhặt bóng. Campuchia có thể coi là bất ngờ hiếm hoi ở AFF Cup 2022 với lối đá tấn công có phần phóng khoáng và khá cống hiến. Tuy nhiên thật khó để xếp thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda ngồi chung mâm với Thái Lan và Indonesia. Dẫu vậy, Brunei sẽ là đối thủ tương đối vừa miếng để Campuchia có thể phô diễn được sức mạnh. Đội bóng xứ ăn co khởi đầu bằng chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Philippines. Đến lượt trận thứ hai, dù chơi đầy nỗ lực nhưng rốt cục, Campuchia vẫn thất thủ 1-2 trên sân của Indonesia. Cần phải thừa nhận sự tiến bộ của bóng đá Campuchia sau những gì thể hiện ở giải đấu năm nay. Vẫn biết việc vượt qua vòng bảng là mục tiêu hoàn toàn ngoài tầm với của thầy trò huấn luyện viên Honda song tin rằng Campuchia sẽ chiến đấu đến cùng. Trước mắt họ sẽ quyết tâm đè bẹp Brunei để vừa kiếm thêm 3 điểm vừa cải thiện hiệu số phụ. Trong trường hợp trận còn lại của lượt này, Indonesia gặp Thái Lan, kết thúc có phân thắng bại thì ít nhất Campuchia sẽ sở hữu cùng 6 điểm với một trong hai đội. Indonesia hoặc Thái Lan, khi đó ít ra quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Campuchia ở lượt cuối, họ sẽ gặp Thái Lan còn Philippines gặp Indonesia. Nhìn chung, đội quân của huấn luyện viên Keisuke Honda thừa khả năng hoàn thành mục tiêu đề ra bởi đơn giản Brunei quá yếu. Sau 3 trận để chơi ở AFF Cup 2022, đại diện của quốc gia nhỏ bé nhưng giàu giàu vàng đen, dầu mỏ, này thua sắp mặt cả ba, ghi được đúng một bàn trong khi nhận lại tới 17 bàn thu. Với việc chấp tới 3-3-4, tức là còn cao hơn cả Philippines, 3-1-4 và thắng 5-1, thì Campuchia xem ra được tin tưởng sẽ thắng Brunei ở mức tối thiểu 4 bàn. Campuchia sau trận thắng bất ngờ ở ngày ra quân trước Philippines đã phải nhận thất bại khi làm khách trên sân Indonesia. Dù vậy, với 3 điểm làm vốn, đội bóng xứ Chùa Tháp vẫn còn hy vọng giành vé đi tiếp. Việc chỉ phải gặp Brunei, đội yếu nhất giải là cơ hội rất tốt để tranh the và đồng đội giành thêm điểm số trước khi bước vào lượt trận cuối. Đây cũng là nhiệm vụ bắt buộc nếu Campuchia muốn có vé vượt qua vòng bảng bởi Thái Lan sẽ đợi họ ở trận chốt lại vòng bảng. Campuchia ở giải này chơi không tệ họ trình diễn bộ mặt nhiều sức sống với những đường lên bóng tốc độ. cái thiếu của họ là bản lĩnh trận mạc và sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm. tuy nhiên, điều này không quá quan trọng bởi Brunei sau ba trận toàn thua đã cho thấy họ hoàn toàn không đủ khả năng làm khó Campuchia. nếu chơi đúng sức và tận dụng được các cơ hội, ba điểm khó tuột khỏi tay thầy trò huấn luyện viên Honda. dự đoán kết quả Campuchia thắng Brunei với tỷ số 3-0. đội hình dự kiến: phía Campuchia, Kheosarla, Rung hen Xe ủy Visa, Sarekria, số Barain, Inso David, Onchan Bolin, CHUN Trân Cháp, Limbisot, Xuyên Trân Phía Brunei, Niring, SISA, Asman, Yunus, Hassan, Sale Ali, Aminuddin, Hà Kẻm Saeed, Raman, Adi Sa'id. Nếu muốn níu kéo cơ hội vào bán kết AFF cấp 2022, Campuchia buộc phải có chiến thắng đậm trong cuộc tiếp đón đối thủ bét bảng Brunei trên sân nhà ở lượt trận này. Campuchia mới chỉ có 3 điểm sau hai lượt trận đầu tiên tại AFF Cup 2022. Đội bóng xứ ăn co khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Philippines ở ngày ra quân. Nhưng đến lượt trận thứ hai, dù chơi đầy nỗ lực, Campuchia vẫn thất thủ 1-2 trước Indonesia trên sân khách. Trận thua đáng tiếc này khiến cơ hội vào bán kết của Campuchia bị hẹp dần đi rất nhiều với việc Campuchia không thi đấu ở lượt 3, trong lúc Thái Lan và Indonesia đều có được 3 điểm trọng vẹn trước Philippines và Brunei, cục diện ở bảng A đang gây bất lợi cho đội quân của huấn luyện viên Keisuke Honda. Nếu muốn giành vé đi tiếp, Campuchia buộc phải thắng trong hai lượt trận cuối gặp Brunei và Thái Lan. Thực tế, trong hai đối thủ, Brunei có thể xem là vừa miếng với Campuchia. Đội bóng đất giàu mỏ cho thấy sân chơi AFF cấp vẫn là quá tầm với họ. Sau 3 lượt trận, Brunei để thua cả ba, mới chỉ ghi một bàn và để thủng lưới tới 17 lần. Gần nhất, Brunei mới để Indonesia vùi dập với tỷ số 7-0. Campuchia không đẳng cấp như Indonesia nhưng vẫn được đánh giá trên tầm Brunei. Đội chủ nhà chắc chắn sẽ nhập cuộc với tâm thế cửa trên, chơi áp đảo để tìm kiếm một chiến thắng đậm trước Brunei. Ngoài việc tạo động lực cho lượt trận cuối gặp Thái Lan, thắng lợi với tỷ số cách biệt trước đối thủ bét bảng này ít nhiều cũng giúp Campuchia vớt vát chút hy vọng cạnh tranh hiệu số trong cuộc đua vào bán kết. Tại AFF Cup 2022, Campuchia đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về trình độ. Các cầu thủ Campuchia không còn chơi bóng kiểu tự phát hoặc dễ dàng mất tinh thần, xa suốt thể lực dẫn đến vỡ trận sau khi để thủng lưới. Ở trận ra quân, Campuchia đã thi đấu rất hứng khởi và đánh bại Philippines 3-2 dù bị đánh giá thấp hơn. Đáng chú ý, sau khi dẫn trước hai bàn và bị gỡ hòa hai, 2, Campuchia không hề nao núng mà vẫn chơi đỉnh đạt để có được bàn thắng quyết định kèm theo ba điểm rất xứng đáng. Đến trận đấu thứ hai, Campuchia phải làm khách trước Indonesia nhưng cũng không phòng ngự một cách thụ động. Dù thu một hai ở trận này, nhưng Campuchia đã có nhiều thời điểm khiến Indonesia phải chơi rất vất vả để bảo vệ lợi thế mong manh. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Keisuke Honda, Campuchia giờ cho thấy họ không cam chịu là đội bóng lót đường. Với 3 điểm sau hai trận, dù không có được vị trí tốt tại bảng A, nhưng Campuchia vẫn chưa hết hy vọng đua tranh vé vào bán kết. Trong khi đó, Brunei trong lần trở lại vòng bảng AFF Cup, trước đây mang tên Tiger Cup, sau 26 năm vắng mặt đã cho thấy, họ vẫn là đội rất yếu. Sau 3 trận đấu, Brunei đều thua đậm, chỉ ghi được một bàn và để thủng lưới tới 17 bàn. Kịch bản chung trong cách chơi của Brunei là họ phòng ngự số đông, chơi với cố gắng đáng ghi nhận nhưng lực bất tòng tâm. Đặc biệt, ở hiệp 2, khi thể lực suy giảm, Brunei rất dễ vỡ trận và thủng lưới nhiều trong những phút cuối. Tại vòng đấu này, hai đội đang dẫn đầu là Thái Lan và Indonesia sẽ đỏ sức trực tiếp. Chính vì vậy, Campuchia càng khát khao giành chiến thắng, thậm chí là thắng càng đậm càng tốt để có khí thế trước trận đấu cuối cùng vòng bảng rất khó khăn gặp Thái Lan. Một cơn mưa gôn vào lưới Brunei là nhiệm vụ rất khả thi với nhà vua Đông Nam Á nếu họ không phung phí cơ hội dứt điểm một cách vô duyên. 26 năm mới trở lại AFF Cup, Brunei quả thật quá yếu so với các đối thủ cùng bảng đấu. Thủng lưới tới 17 lần, ghi được một bàn thắng duy nhất và thua cả 3 trận đã đấu, Brunei thật khó để có lời chia tay đẹp với giải. Làm khách của Campuchia chắc chắn là thử thách quá khó khăn với đội bóng trẻ này. Ở chiều ngược lại, Campuchia chắc chắn sẽ nhập cuộc với đầy sự quyết tâm. Không chỉ là mục tiêu 3 điểm, những chiến binh ăn co còn cần một chiến thắng đậm để có thể níu giữ hy vọng nhỏ nhoi vào bán kết. Đừng quên rằng ở lượt trận cuối Campuchia sẽ còn phải làm khách trước đội tuyển Thái Lan. Với hai đội bóng sở hữu hàng công chất lượng, cùng ghi được chín bàn thắng ở AFF Cup, thông thường, sự chú ý sẽ đổ dồn về các tiền đạo như Tiresin Danda, Adisak Raison hay Igi Maulana, Quyết Ân Sulaman. Tuy nhiên, ở trận đấu sắp tới, người hâm mộ cần phải tập trung vào mạng so tài giữa The Era Thần Ma Thần và Jordi Amat, một hậu vệ, một trung vệ. Đó là một nghịch lý nhưng cũng rất thú vị. Bún Ma Thần không thay đổi nhiều dù chơi trái sở trường. Nhưng như huấn luyện viên Bông Kinh từng chia sẻ với Dinh, anh là một cầu thủ thông minh, đọc trận đấu tốt và luôn tung ra được những đường truyền sắc lẹm. Khi được đẩy lên chơi tiền vệ tấn công, Bún Ma Thần còn nguy hiểm gấp bội. Trong vùng cấm, Tireisin Dangda, chân suốt số một lịch sử AFF Cup, luôn chờ đợi để đón đường treo bóng, tạt bóng của Bún Ma Thần. Dangda đa có thể dứt điểm ngay hoặc làm tường cho đồng đội. Đó là phương án tấn công chủ đạo của Thái Lan ở AFF cấp 2022. Sau hai trận, bún Ma Thần dẫn đầu danh sách kiến tạo với ba đường truyền thành bàn. Ở thống kê tạo cơ hội, con số còn khủng khiếp hơn. Bù Nam Ma Thần đã có 15 lần tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm, bỏ xa người đứng thứ hai là Litu CK, Malaysia, 8 lần sau 3 trận. Hai cầu thủ tạo cơ hội nhiều nhất của tuyển Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng cũng chỉ mới có 5 lần tạo cơ hội. Trong khi đó, đi Amat mới có một lần ra sân cho tuyển Indonesia. Tuy nhiên, những giá trị mà anh mang lại là rất lớn. Khi những phương án tấn công của Indonesia tỏ ra thiếu hiệu quả, Amat tạo sự khác biệt. Amat thực hiện rất nhiều đường truyền vượt tuyến, xuyên tuyến để mở ra cơ hội cho các đồng đội. Tuy nhiên, gian tiền đạo Indonesia đã dứt điểm thiếu sắc bén nên họ chỉ đánh bại Campuchia 2-1 những đường truyền của Amat sẽ rất có giá trị khi tuyển Thái Lan luôn chơi áp đặt với một hàng phòng ngự dân cao. Trong khi đó, Maulana hay Sulaman đều rất giỏi bức tốc. Vì thế, đây có thể là mảng tấn công nguy hiểm nhất mà Indonesia tạo ra trước người Thái. So với AFF cấp 2020, nhà đương kim vô địch Thái Lan mất hàng loại trụ cột. Chana à Thiếp Song Krasin, Subachok Sarachuk không tham dự AFF cấp 2022 vì bận tập luyện, thi đấu ở Nhật Bản. Họ là hai ngòi nổ quan trọng nhất của voi chiến ghi tổng cộng 7 bàn ở giải đấu trên đất Singapore. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Alexander G. Bonkin cũng không thể có sự phục vụ của những ngôi sao tấn công hàng đầu ở Thái league 1 là siêu Phanat mũ sinh ta, 6 bàn, 5 kiến tạo sau 15 trận, và Subai dây đực, 10 bàn, hai kiến tạo sau 13 trận. Nguyên nhân là Buriram United, đội dẫn đầu bảng sau 15 vòng, đưa những cầu thủ chất lượng nhất của họ đi tập huấn ở Leicester City. Anh. Tuyển Thái Lan mất gần như tất cả cầu thủ sáng tạo chất lượng nhất. Vì thế, huấn luyện viên Bôn Kinh buộc phải chuyển từ sơ đồ 4321 hoặc 433, ưa thích sang 442 và để bốn ma thần, hậu vệ trái số 1 đội tuyển, lên đá tiền vệ trung tâm, trong khi Thái Lan có phần suy yếu. Indonesia lại thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn. Dàn sao trẻ như ASNAVKI Mangkulam, Igi Maulana, Witt Sulaman, ngày càng trưởng thành vượt bậc và tỏa sáng đều đặn. Ngoài ra, huấn luyện viên Sinh Ion có thêm sự phục vụ của hai cầu thủ nhập tịch là Mark Lok, gốc Hà Lan, và Jordi Amat, gốc Tây Ban Nha. Khi cả hai cùng thay đổi, tâm điểm vô tình rơi vào bù na Ma Thần và Amat. Tầm ảnh hưởng của bốn Ma Thần, Amat trong đội hình Thái Lan, Indonesia tương xứng với giá trị của họ. Theo trận Spam Akit, bộ đôi này có giá trị cao nhất AFF cấp 2022. Cụ thể, Bún ma thần được định giá 600.000 euro còn giá trị của Amat là 1 triệu euro. Bún ma thần là đội trưởng, là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất trong đội hình Thái Lan. Anh từng vô địch G1 League, hai lần lên ngôi ở AFF Cup. Trong khi đó, Amat là tân binh của Indonesia nhưng anh từng khoác áo các đội trẻ Tây Ban Nha. Thời đỉnh cao, trung vệ này chơi bóng La Liga trong màu áo Espanyol, Real Betis và Rio Valencano. Đó chính là lý do liên đoàn bóng đá Indonesia phải nhập quốc tịch cho Ahmad. Chỉ mới cách đây một năm, Thái Lan hủy diệt Indonesia hoàn toàn trong trận chung kết AFF cấp 2022 với tổng tỷ số 6-2. Tuy nhiên, ở lần tái đấu này, mọi chuyện có thể rất khác. Indonesia và Thái Lan là trận đấu đáng xem nhất của bảng AFF cấp khi họ đang là đương kim Á quân và vô địch của giải đấu. Trận đấu này càng thêm hấp dẫn bởi nếu có trọng 3 điểm. Indonesia hay Thái Lan sẽ nắm chắc ngôi đầu bảng qua đó tránh đụng độ đội đầu bảng B nhiều khả năng là Việt Nam ở vòng bán kết chiều nay Indonesia là đội bóng chiếm ưu thế hơn về mặt tâm lý khi được thi đấu trên sân nhà utamacano song song đội bóng xứ vạn đảo đang có đà phong độ ấn tượng với chiến thắng 7 không trước Brunei ở lượt trận vừa rồi và đang có chuỗi 5 trận thắng tại mọi đấu trường tham dự Tuy nhiên Khả năng Indonesia có trọn 3 điểm là rất thấp và đội quân của huấn luyện viên Shin ông nên hài lòng với một kết quả hòa. Nên nhớ, Thái Lan luôn là đối thủ kỵ dơ của Indonesia trong những năm gần đây. Theo đó, họ thua tới 7 và chỉ thắng có 2 lần ở 11 trận đối đầu mới đây trước Thái Lan. Đáng chú ý, đội khách Thái Lan bước vào trận đại chiến với Indonesia với đội hình tối ưu và phong độ đáng gờm. Lúc này, Họ cùng với Việt Nam là hai đội bóng có phong độ chói sáng nhất giải khi thắng cả hai trận, cùng ghi chính bằng và không một lần thủng lưới. Soi kèo Indonesia gặp Thái Lai, tỷ lệ châu Á 1-2, 0, 2 trên B3 trận đối đầu vừa rồi giữa Indonesia và Thái Lan có tỷ số hòa. Indonesia thắng kèo 6-7 trận đấu vừa qua. Thái Lan thua kèo 2-3 trận đấu sai nhà mới đây. Tỷ lệ OU 3 4 trên 5 trận đối đầu vừa rồi trên sân của Indonesia có không quá 3 bàn thắng được ghi mỗi trận. 6 trên 9 trận đấu mới nhất của Indonesia và 10-13 trận đấu gần đây của Thái Lan cũng có không quá 3 bàn một trận. Xin kết thúc phần tin tại đây, hãy nhấn nút đăng ký, subscribe để nhận những video mới nhất của chúng tôi. Nhấn like để ủng hộ tác giả và phát triển kênh. Chúng tôi vô cùng biết ơn việc làm đó của các bạn. Các bạn có nhu cầu mua các bộ hát livestream, loa kéo di động micro karaoke chất lượng uy tín nhất thì liên hệ với Thái Hải TV 2 qua số điện thoại 0939 732 349 nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Thái Hải TV. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2022 theo giờ Việt, sẽ diễn ra trận đấu bảng AAFF CUP 2022 giữa hai đội. Campuchia gặp Brunei trận đấu này sẽ được trực tiếp trên kênh YouTube FPT Bóng Đá Việt. FPT Play, VTV5 và VTV Cần Thơ. Hoặc quý vị có thể bấm vào đường link bên dưới phần mô tả video này là sẽ xem được trực tiếp. Ngoài ra để thuận tiện cho quý độc giả, chúng tôi sẽ cập nhật và tường thuật mọi diễn biến mới nhất liên quan đến trận Campuchia gặp Brunei ngay tại kênh Thái Hải TV. Mời các bạn cùng đón xem. Và sau đây là dự đoán tỷ số, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu, phân tích, nhận định những thông tin bên lề trước trận đấu nếu muốn níu kéo cơ hội vào bán kết AFF CUP 2022, Campuchia buộc phải có chiến thắng đậm trong cuộc tiếp đón đối thủ bét bảng Brunei trên sân nhà ở lượt trận này. Sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng AFF CUP 2022, Campuchia kiếm được 3 điểm. Trận thua với tỷ số 1-2 trước Indonesia đã khiến cho cơ hội đi tiếp của Campuchia bị lung lay nghiêm trọng. Nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết, những chiến binh Angkor cần phải có được 3 điểm trước Brunei. Đội bóng yếu nhất bảng và đã chắc chắn bị loại sau 3 trận toàn thua cùng 17 lần vào lưới nhặt bóng. Campuchia có thể coi là bất ngờ hiếm hoi ở AFF CUP 2022 với lối đá tấn công có phần phóng khoáng và khá cống hiến. Tuy nhiên thật khó để xếp thời trò huấn luyện viên Keisuke Honda ngồi chung mâm với Thái Lan và Indonesia. Dẫu vậy, Brunei sẽ là đối thủ tương đối vừa miếng để Campuchia có thể phô diễn được sức mạnh. Đội bóng xứ Angkor khởi đầu bằng chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Philippines. Đến lượt trận thứ hai, dù chơi đầy nỗ lực nhưng rốt cục, Campuchia vẫn thất thủ 1-2 trên sân của Indonesia. Cần phải thừa nhận sự tiến bộ của bóng đá Campuchia sau những gì thể hiện ở giải đấu năm nay. Vẫn biết việc vượt qua vòng bảng là mục tiêu hoàn toàn ngoài tầm với của thầy trò huấn luyện viên Honda song tin rằng Campuchia sẽ chiến đấu đến cùng. Trước mắt họ sẽ quyết tâm đè bẹp Brunei để vừa kiếm thêm 3 điểm vừa cải thiện hiệu số phụ. Trong trường hợp trận còn lại của lượt này Indonesia gặp Thái Lan kết thúc có phân thắng bại thì ít nhất Campuchia sẽ sở hữu cùng 6 điểm với một trong hai đội Indonesia hoặc Thái Lan. Khi đó ít ra quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Campuchia ở lượt cuối họ sẽ gặp Thái Lan còn Philippines gặp Indonesia. Nhìn chung, đội quân của huấn luyện viên Keisuke Honda thừa khả năng hoàn thành mục tiêu đề ra bởi đơn giản Brunei quá yếu. Sau 3 trận đã chơi ở AFF CUP 2022, đại diện của quốc gia nhỏ bé nhưng rồi rào vàng đen dầu mỏ này thua sấp mặt cả ba ghi được đúng một bàn trong khi nhận lại tới 17 bàn thu. Với việc chấp tới 33 trên 4, tức là còn cao hơn cả Philippines 3 1 phần 4 và tháng 5 1 thì Campuchia xem ra được tin tưởng sẽ thắng Brunei ở mức tối thiểu 4 bàn. Campuchia sau trận thắng bất ngờ ở ngày ra quân trước Philippines đã phải nhận thất bại khi làm khách trên sân Indonesia. Dù vậy, với 3 điểm làm vốn, đội bóng xứ Chùa tháp vẫn còn hy vọng giành vé đi tiếp. Việc chỉ phải gặp Brunei Đội yếu nhất giải là cơ hội rất tốt để Chan Thea và đồng đội giành thêm điểm số trước khi bước vào lượt trận cuối. Đây cũng là nhiệm vụ bắt buộc nếu Campuchia muốn có vé vượt qua vòng bảng bởi Thái Lan sẽ đợi họ ở trận chốt lại vòng bảng. Campuchia ở giải này chơi không tệ, họ trình diễn bộ mặt nhiều sức sống với những đường lên bóng tốc độ. Cái thiếu của họ là bản lĩnh trận mạc và sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm. Tuy nhiên, điều này không quá quan trọng bởi Brunei sau 3 trận toàn thua đã cho thấy họ hoàn toàn không đủ khả năng làm khó Campuchia. Nếu chơi đúng sức và tận dụng được các cơ hội, ba điểm khó tụt khỏi tay thầy trò huấn luyện viên Honda. Dự đoán kết quả Campuchia thắng Brunei với tỷ số 3-0. Đội hình dự kiến, phía Campuchia, Keo So Kusela, Rung Bùn Hên Ngường, Xoe Uy Visa, Saret Kria, Số Barain, In So David, On Chan Polin, CHOUN Trần Chát, Lim Pisot, Siêng Chan Thea, SAMBATH. Phía Brunei, Niring, SCSA, Azman, Junus, Hassan, Saleh, Ali, Aminuddin, Hà Kém Saiz, Ramanh, Adi -Said. Nếu muốn níu kéo cơ hội vào bán kết AFF CUP 2022 Campuchia buộc phải có chiến thắng đậm trong cuộc tiếp đón đối thủ bét bảng Brunei trên sân nhà ở lượt trận này Campuchia mới chỉ có 3 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên tại AFF CUP 2022 Đội bóng xứ Angkor khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Philippines ở ngày gia quân nhưng đến lượt trận thứ hai, dù chơi đầy nỗ lực, Campuchia vẫn thất thủ 1-2 trước Indonesia trên sân khách. Trận thua đáng tiếc này khiến cơ hội vào bán kết của Campuchia bị hẹp dần đi rất nhiều. Với việc Campuchia không thi đấu ở lượt 3, trong lúc Thái Lan và Indonesia đều có được 3 điểm trọn vẹn trước Philippines và Brunei, cục diện ở bảng A đang gây bất lợi cho đội quân của huấn luyện viên Keisuke Honda. Nếu muốn giành vé đi tiếp, Campuchia buộc phải thắng trong hai lượt trận cuối gặp Brunei và Thái Lan. Thực tế, trong hai đối thủ, Brunei có thể xem là vừa miếng với Campuchia. Đội bóng đất giàu mỏ cho thấy sân chơi AFF Cup vẫn là quá tầm với họ. Sau ba lượt trận, Brunei để thua cả ba, mới chỉ ghi một bàn và để thủng lưới tới 17 lần. Gần nhất, Brunei mới để Indonesia vùi dập với tỷ số 7-0. Campuchia không đẳng cấp như Indonesia nhưng vẫn được đánh giá trên tầm Brunei. Đội chủ nhà chắc chắn sẽ nhập cuộc với tâm thế cửa trên, chơi áp đảo để tìm kiếm một chiến thắng đậm trước Brunei. Ngoài việc tạo động lực cho lượt trận cuối gặp Thái Lan, thắng lợi với tỷ số cách biệt trước đối thủ bét bảng này ít nhiều cũng giúp Campuchia vớt phát chút hy vọng cạnh tranh hiệu số trong cuộc đua vào bán kết. Tại AFF Cup 2022, Campuchia đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về trình độ. Các cầu thủ Campuchia không còn chơi bóng kiểu tự phát hoặc dễ dàng mất tinh thần, xa suốt thể lực dẫn đến vỡ trận sau khi đẩy thủng lưới. Ở trận gia quân, Campuchia đã thi đấu rất hứng khởi và đánh bại Philippines 3-2 dù bị đánh giá thấp hơn. Đáng chú ý, sau khi dẫn trước hai bàn và bị gỡ hỏa hai-hai, Campuchia không hề nao núng mà vẫn chơi đỉnh đặc để có được bàn thắng quyết định kèm theo 3 điểm rất xứng đáng. Đến trận đấu thứ hai, Campuchia phải làm khách trước Indonesia nhưng cũng không phòng ngự một cách thụ động. Dù thua 1-2 ở trận này, nhưng Campuchia đã có nhiều thời điểm khiến Indonesia phải chơi rất vất vả để bảo vệ lợi thế mong manh. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Keisuke Honda, Campuchia giờ cho thấy họ không cam chịu là đội bóng lót đường. Với 3 điểm sau 2 trận, dù không có được vị trí tốt tại bảng A, nhưng Campuchia vẫn chưa hết hy vọng đua tranh vé vào bán kết. Trong khi đó, Brunei trong lần trở lại vòng bảng AFF Cup trước đây mang tên Tiger Cup sau 26 năm vắng mặt đã cho thấy họ vẫn là đội rất yếu. Sau 3 trận đấu, Brunei đều thua đậm, chỉ ghi được một bàn và để thủng lưới tới 17 bàn bản chung trong cách chơi của Brunei là họ phòng ngự số đông, chơi với cố gắng đáng ghi nhận nhưng lực bất tổng tâm. Đặc biệt, ở hiệp 2, khi thể lực suy giảm, Brunei rất dễ vỡ trận và thủng lưới nhiều trong những phút cuối. Tại vòng đấu này, hai đội đang dẫn đầu là Thái Lan và Indonesia sẽ đọ sức trực tiếp. Chính vì vậy, Campuchia càng khát khao giành chiến thắng, thậm chí là thắng càng đậm càng tốt để có khí thế trước trận đấu cuối cùng vòng bảng rất khó khăn gặp Thái Lan. Một cơn mưa gôn vào lưới Brunei là nhiệm vụ rất khả thi với nhà vua Đông Nam Á nếu họ không phung phí cơ hội rớt điểm một cách vô duyên. 26 năm mới trở lại AFF Cup, Brunei quả thật quá yếu so với các đối thủ cùng bảng đấu. Thùng lưới tới 17 lần, ghi được một bàn thắng duy nhất và thua cả 3 trận đã đấu, Brunei thật khó để có lời chia tay đẹp với giải. Làm khách của Campuchia chắc chắn là thử thách quá khó khăn với đội bóng trẻ này. Ở chiều ngược lại, Campuchia chắc chắn sẽ nhập cuộc với đầy sự quyết tâm không chỉ là mục tiêu 3 điểm, những chiến binh ăn còn cần một chiến thắng đậm để có thể níu giữ hy vọng nhỏ nhoi vào bán kết. Đừng quên rằng ở lượt trận cuối Campuchia sẽ còn phải làm khách trước đội tuyển Thái Lan. Với hai đội bóng sở hữu hàng công chất lượng cùng ghi được 9 bàn thắng ở AFF Cup, thông thường, sự chú ý sẽ đổ dồn về các tiền đạo như Tiresin Dangda, Adisak Raison hay Igi Maulana, Chuyết Sulaman. Tuy nhiên, ở trận đấu sắp tới, người hâm mộ cần phải tập trung vào màn so tài giữa thần bốn ma thần và jordi amat một hậu vệ một trung vệ đó là một nghịch lý nhưng cũng rất thú vị bốn ma thần không thay đổi nhiều dù chơi trái sở trường nhưng như huấn luyện viên Polking từng chia sẻ với dinh anh là một cầu thủ thông minh đọc trận đấu tốt và luôn tung ra được những đường truyền sắc lẹ khi được đẩy lên chơi tiền vệ tấn công bốn ma thần còn nguy hiểm gấp bội trong vùng cấm tiresin đang đa Chân sút sống một lịch sử AFF Cup luôn chờ đợi để đón đường treo bóng, tạt bóng của bốn ma thần đang đa có thể dứt điểm ngay hoặc làm tường cho đồng đội. Đó là phương án tấn công chủ đạo của Thái Lan ở AFF Cup 2022. Sau hai trận, bốn ma thần dẫn đầu danh sách kiến tạo với ba đường truyền thành bàn. Ở thống kê tạo cơ hội, con số còn khủng khiếp hơn. Bù Na Ma Thần đã có 15 lần tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm, bỏ xa người đứng thứ hai là Lituca Malaysia. 8 lần sau 3 trận. Hai cầu thủ tạo cơ hội nhiều nhất của tuyển Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng cũng chỉ mới có 5 lần tạo cơ hội. Trong khi đó, Fordi Ahmad mới có một lần ra sân cho tuyển Indonesia. Tuy nhiên, những giá trị mà anh mang lại là rất lớn. Khi những phương án tấn công của Indonesia tỏ ra thiếu hiệu quả, Ahmad tạo sự khác biệt. Ahmad thực hiện rất nhiều đường truyền vượt tuyến, xuyên tuyến để mở ra cơ hội cho các đồng đội. Tuy nhiên, dàn tiền đạo Indonesia đã rớt điểm thiếu sắc bén nên họ chỉ đánh bại Campuchia 2-1. Những đường truyền của Ahmad sẽ rất có giá trị khi tuyển Thái Lan luôn chơi áp đặt với một hàng phòng ngự dâng cao. Trong khi đó, Maulana hay Sulaman đều rất giỏi bớt tốc. Vì thế, đây có thể là mảng tấn công nguy hiểm nhất mà Indonesia tạo ra trước người Thái. So với AFF CUP 2020, nhà đương kim vô địch Thái Lan mất hàng loại trụ cột. Chana Thip Songkrasin, Supa Chok chất không tham dự AFF CUP 2022 vì bận tập luyện, thi đấu ở Nhật Bản. Họ là hai ngòi nổ quan trọng nhất của voi chiến ghi tổng cộng 7 bàn ở giải đấu trên đất Singapore. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Alexander G. Polking cũng không thể có sự phục vụ của những ngôi sao tấn công hàng đầu ở Thai League 1 là siêu Phanat mũ dừng ta 6 bàn. Năm kiến tạo sau 15 trận và Supa Chai gây được 10 bàn, hai kiến tạo sau 13 trận. Nguyên nhân là Buriram United đội dẫn đầu bằng sau 15 vòng, đưa những cầu thủ chất lượng nhất của họ đi tập huấn ở Leicester City Anh. Tuyển Thái Lan mất gần như tất cả cầu thủ sáng tạo chất lượng nhất. Vì thế, huấn luyện viên Paul buộc phải chuyển từ sơ đồ 4321 hoặc 433 ưa thích sang 442 và đẩy 4 ma thần, hậu vệ trái số một đội tuyển, lên đá tiền vệ trung tâm. Trong khi Thái Lan có phần suy yếu, Indonesia lại thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn. Dàn sao trẻ như ASNAVKI lâm. Igi Maulana, Huyết ân Sulaman ngày càng trưởng thành vượt bậc và tỏa sáng đều đặn. Ngoài ra, huấn luyện viên Sin teion có thêm sự phục vụ của hai cầu thủ nhập tịch là Klok gốc Hà Lan và Diaz Amat gốc Tây Ban Nha. Khi cả hai cùng thay đổi, tâm điểm vô tình rơi vào bù ma thần và Amat. Tầm ảnh hưởng của bốn ma thần, Amat trong đội hình Thái Lan, Indonesia tương xứng với giá trị của họ. Theo Thần Sperm Archite, bộ đôi này có giá trị cao nhất AFF Cup 2022. Cụ thể, bốn ma thần được định giá 600.000 euro còn giá trị của Amat là 1 triệu euro. Bốn ma thần là đội trưởng, là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất trong đội hình Thái Lan. Anh từng vô địch duy một lít, hai lần lên ngôi ở AFF Cup. Trong khi đó, Amat là tân binh của Indonesia nhưng anh từng khoác áo các đội trẻ Tây Ban Nha. Thời đỉnh cao, trung vệ này chơi bóng La Liga trong màu áo Espanyol. Rian Betis và Rio Vallecano. Đó chính là lý do liên đoàn bóng đá Indonesia phải nhập quốc tịch cho Ahmad. Chỉ mới cách đây một năm, Thái Lan hủy diệt Indonesia hoàn toàn trong trận chung kết AFF CUP 2022 với tổng tỷ số 6-2. Tuy nhiên, ở lần tái đấu này, mọi chuyện có thể rất khác. Indonesia và Thái Lan là trận đấu đáng xem nhất của bảng AFF CUP khi họ đang là đương kim Á quân và vô địch của giải đấu. Trận đấu này càng thêm hấp dẫn bởi nếu có chọn 3 điểm, Indonesia hay Thái Lan sẽ nắm chắc ngôi đầu bảng, qua đó tránh động độ đội đầu bảng B nhiều khả năng là Việt Nam ở vòng bán kết. Chiều nay, Indonesia là đội bóng chiếm ưu thế hơn về mặt tâm lý khi được thi đấu trên sân nhà Utama Gelora Bungkano. Song song, đội bóng xứ vạn đảo đang có đà phong độ ấn tượng với chiến thắng 7, không trước Brunei ở lượt trận vừa rồi và đang có chuỗi 5 trận thắng tại mọi đấu trường tham dự. Tuy nhiên, Khả năng Indonesia có chọn 3 điểm là rất thấp và đội quân của huấn luyện viên Sin Ong nên hài lòng với một kết quả hòa. Nên nhớ, Thái Lan luôn là đối thủ kỵ dơ của Indonesia trong những năm gần đây. Theo đó, họ thua tới 7 và chỉ thắng có 2 lần ở 11 trận đối đầu mới đây trước Thái Lan. Đáng chú ý, đội khách Thái Lan bước vào trận đại chiến với Indonesia với đội hình tối ưu và phong độ đáng gờm. Lúc này, họ cùng với Việt Nam là hai đội bóng có phong độ trói sáng nhất giải khi thắng cả hai trận cùng ghi 9 bàn và không một lần thủng lưới. Soi kèo Indonesia gặp Thái Lai, tỷ lệ châu Á 1 phần 2, 0 giờ 2 phút trên B3 trận đối đầu vừa rồi giữa Indonesia và Thái Lan có tỷ số hòa. Indonesia thắng kèo 6 phần 7 trận đấu vừa qua, Thái Lan thua kèo 2 phần 3 trận đấu xa nhà mới đây. Tỷ lệ OU 3 giờ 4 phút trên 5 trận đối đầu vừa rồi trên sân của Indonesia có không quá 3 bàn thắng được ghi mỗi trận. 6 trên 9 trận đấu mới nhất của Indonesia và 10 phần 13 trận đấu gần đây của Thái Lan cũng có không quá 3 bàn một trận. Xin kết thúc phần tin tại đây. Hãy nhấn nút đăng ký subscribe để nhận những video mới nhất của chúng tôi. Nhấn like để ủng hộ tác giả và phát triển kênh. Chúng tôi vô cùng biết ơn việc làm đó của các bạn. Các bạn có nhu cầu mua các bộ hát live loa kéo di động, micro karaoke chất lượng uy tín nhất thì liên hệ với Thái Hải TV hay qua số điện thoại 0939. 0937-732-349 nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Thái Hải TV. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2022 theo giờ Việt, sẽ diễn ra trận đấu bảng AFF Cup 2022 giữa hai đội. Campuchia gặp Brunei trận đấu này sẽ được trực tiếp trên kênh YouTube FPT Bóng Đá Việt, FPT Play, VTV5 và VTV Cần Thơ hoặc quý vị có thể bấm vào đường link bên dưới phần mô tả video này là sẽ xem được trực tiếp. Ngoài ra để thuận tiện cho quý độc giả, chúng tôi sẽ cập nhật và tường thuật mọi diễn biến mới nhất liên quan đến trận Campuchia gặp Brunei ngay tại kênh Thái Hải TV. Mời các bạn cùng đón xem. Và sau đây là dự đoán tỷ số thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu, phân tích, nhận định, những thông tin bên lề trước trận đấu nếu muốn níu kéo cơ hội vào bán kết AFF CUP 2022, Campuchia buộc phải có chiến thắng đậm trong cuộc tiếp đón đối thủ bét bảng Brunei trên sân nhà ở lượt trận này. Sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng AFF CUP 2022, Campuchia kiếm được 3 điểm. Trận thua với tỷ số 1-2 trước Indonesia đã khiến cho cơ hội đi tiếp của Campuchia bị lung lay nghiêm trọng. Nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết, những chiến binh Angkor cần phải có được 3 điểm trước Brunei đội bóng yếu nhất bảng và đã chắc chắn bị loại sau 3 trận toàn thua cùng 17 lần vào lưới nhạt bóng. Campuchia có thể coi là bất ngờ hiếm hoi ở AFF Cup 2022 với lối đá tấn công có phần phóng khoáng và khá cống hiến. Tuy nhiên, thật khó để xếp thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda ngồi chung mâm với Thái Lan và Indonesia. Dẫu vậy, Brunei sẽ là đối thủ tương đối vừa miếng để Campuchia có thể phô diễn được sức mạnh. Đội bóng xứ Angkor khởi đầu bằng chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Philippines. Đến lượt trận thứ hai, dù chơi đầy nỗ lực nhưng rốt cục, Campuchia vẫn thất thủ một hai trên sân của Indonesia. Cần phải thừa nhận sự tiến bộ của bóng đá Campuchia sau những gì thể hiện ở giải đấu năm nay. Vẫn biết việc vượt qua vòng bảng là mục tiêu hoàn toàn ngoài tầm với của thầy trò huấn luyện viên Honda song tin rằng Campuchia sẽ chiến đấu đến cùng. Trước mắt họ sẽ quyết tâm đè bẹp Brunei để vừa kiếm thêm 3 điểm vừa cải thiện hiệu số phụ. Trong trường hợp trận còn lại của lượt này Indonesia gặp Thái Lan kết thúc có phân thắng, bại thì ít nhất Campuchia sẽ sở hữu cùng 6 điểm với một trong hai đội Indonesia hoặc Thái Lan. Khi đó ít ra quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Campuchia ở lượt cuối họ sẽ gặp Thái Lan còn Philippines gặp Indonesia. Nhìn chung, đội quân của huấn luyện viên Kesuke Honda thừa khả năng hoàn thành mục tiêu để ra bởi đơn giản Brunei quá yếu. Sau 3 trận đã chơi ở AFF Cup 2022 đại diện của quốc gia nhỏ bé nhưng dồi dào vàng đen dầu mỏ này thua sắp mặt cả ba, ghi được đúng một bàn trong khi nhận lại tới 17 bàn thu, với việc chấp tới 3-3 trên 4, tức là còn cao hơn cả Philippines 3 1 phần 4 và thắng năm một thì Campuchia xem ra được tin tưởng sẽ thắng Brunei ở mức tối thiểu 4 bàn. Campuchia sau trận thắng bất ngờ ở ngày ra quân trước Philippines đã phải nhận thất bại khi làm khách trên sân Indonesia. Dù vậy, với 3 điểm làm vốn, đội bóng xứ Chùa Tháp vẫn còn hy vọng giành vé đi tiếp. Việc chỉ phải gặp Brunei, đội yếu nhất giải là cơ hội rất tốt để Chantea và đồng đội giành thêm điểm số trước khi bước vào lượt trận cuối. Đây cũng là nhiệm vụ bắt buộc nếu Campuchia muốn có vé vượt qua vòng bảng bởi Thái Lan sẽ đợi họ ở trận chốt lại vòng bảng. Campuchia ở giải này chơi không tệ. Họ trình diễn bộ mặt nhiều sức sống với những đường lên bóng tốc độ. Cái thiếu của họ là bản lĩnh trận mạc và sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm. Tuy nhiên, Điều này không quá quan trọng bởi Brunei sau 3 trận toàn thua đã cho thấy họ hoàn toàn không đủ khả năng làm khó Campuchia. Nếu chơi đúng sức và tận dụng được các cơ hội, 3 điểm khó tuột khỏi tay thầy trò huấn luyện viên Honda. Dự đoán kết quả Campuchia thắng Brunei với tỷ số 3-0. Đội hình dự kiến, phía Campuchia, Keo Sok Sela, Rung Bun Hin, Uy Visa, Sares số so Barain, In, In David, On Chanpolin. CHOUN chân cháp, Limpi Short, Chan Thea, TESSAMBATH, phía Brunei, Niering, SISA, Arman, Junos, Hassan, Saleh, Ali, Aminuddin, Hạ Kém Said, Ramanh, Adi Said. Nếu muốn níu kéo cơ hội vào bán kết AFF CUP 2022, Campuchia buộc phải có chiến thắng đậm trong cuộc tiếp đón đối thủ bét bảng Brunei trên sân nhà ở lượt trận này. Campuchia mới chỉ có 3 điểm sau hai lượt trận đầu tiên tại AFF Cup 2022. Đội bóng xứ Angkor khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Philippines ở ngày ra quân. Nhưng đến lượt trận thứ hai, dù chơi đầy nỗ lực, Campuchia vẫn thất thủ 1-2 trước Indonesia trên sân khách. Trận thua đáng tiếc này khiến cơ hội vào bán kết của Campuchia bị hẹp dần đi rất nhiều. Với việc Campuchia không thi đấu ở lượt 3, trong lúc Thái Lan và Indonesia đều có được 3 điểm tròn vẹn trước Philippines và Brunei. Cục diện ở bảng A đang gây bất lợi cho đội quân của huấn luyện viên Keisuke Honda. Nếu muốn giành vé đi tiếp, Campuchia buộc phải thắng trong hai lượt trận cuối gặp Brunei và Thái Lan. Thực tế, trong hai đối thủ, Brunei có thể xem là vừa miếng với Campuchia. Đội bóng đất dầu mỏ cho thấy sân chơi AFF Cup vẫn là quá tầm với họ. Sau ba lượt trận, Brunei để thua cả ba mới chỉ ghi một bàn và để thủng lưới tới 17 lần. Gần nhất, Brunei mới để Indonesia vùi dập với tỷ số 7-0. Campuchia không đẳng cấp như Indonesia nhưng vẫn được đánh giá trên tầm Brunei. Đội chủ nhà chắc chắn sẽ nhập cuộc với tâm thế cửa trên, chơi áp đảo để tìm kiếm một chiến thắng đậm trước Brunei. Ngoài việc tạo động lực cho lượt trận cuối gặp Thái Lan, thắng lợi với tỷ số cách biệt trước đối thủ bét bà ngày ít nhiều cũng giúp Campuchia vất vát chút hy vọng cạnh tranh hiệu số trong cuộc đua vào bán kết tại AFF CUP 2022, Campuchia đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về trình độ. Các cầu thủ Campuchia không còn chơi bóng kiểu tự phát hoặc dễ dàng mất tinh thần, sa sút thể lực dẫn đến vỡ trận sau khi để thùng lưới. Ở trận gia quân, Campuchia đã thi đấu rất hứng khởi và đánh bại Philippines 3-2 dù bị đánh giá thấp hơn. Đáng chú ý, sau khi dẫn trước hai bàn và bị gỡ hòa 2, 2, Campuchia không hề nao núng mà vẫn chơi đỉnh đạt để có được bàn thắng quyết định kèm theo 3 điểm rất xứng đáng. Đến trận đấu thứ hai, Campuchia phải làm khách trước Indonesia nhưng cũng không phòng ngự một cách thủ động. Dù thua 1-2 ở trận này, nhưng Campuchia đã có nhiều thời điểm khiến Indonesia phải chơi rất vất vả để bảo vệ lợi thế mong manh. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Keisuke Honda, Campuchia giờ cho thấy họ không cam chịu là đội bóng lót đường. Với 3 điểm sau 2 trận, dù không có được vị trí tốt tại bảng A, nhưng Campuchia vẫn chưa hết hy vọng đua tranh vé vào bán kết. Trong khi đó, Brunei trong lần trở lại vòng bảng AFF Cup trước đây mang tên Tiger Cup sau 26 năm vắng mặt đã cho thấy, họ vẫn là đội rất yếu. Sau 3 trận đấu, Brunei đều thu đậm, chỉ ghi được một bàn và để thủng lưới tới 17 bàn. Kịch bản chung trong cách chơi của Brunei là họ phòng ngự số đông, chơi với cố gắng đáng ghi nhận nhưng lực bất tổng tâm. Đặc biệt, ở hiệp 2, khi thể lực suy giảm, Brunei rất dễ vỡ trận và thùng lưới nhiều trong những phút cuối. Tại vòng đấu này, hai đội đang dẫn đầu là Thái Lan và Indonesia sẽ đỏ sức trực tiếp. Chính vì vậy, Campuchia càng khát khao giành chiến thắng, thậm chí là thắng càng đậm càng tốt để có khí thế trước trận đấu cuối cùng vòng bảng rất khó khăn gặp Thái Lan. Một cơn mưa gôn vào lưới Brunei là nhiệm vụ rất khả thi với nhà vua Đông Nam Á nếu họ không phung phí cơ hội dứt điểm một cách vô duyên. 26 năm mới trở lại AFF Cup, Brunei quả thật quá yếu so với các đối thủ cùng bảng đấu. Thủng lưới tới 17 lần, ghi được một bàn thắng duy nhất và thua cả 3 trận đã đấu, Brunei thật khó để có lời chia tay đẹp với giải. Làm khách của Campuchia chắc chắn là thử thách quá khó khăn với đội bóng trẻ này. Ở chiều ngược lại, Campuchia chắc chắn sẽ nhập cuộc với đầy sự quyết tâm. Không chỉ là mục tiêu 3 điểm những chiến binh angkor còn cần một chiến thắng đậm để có thể níu giữ hy vọng nhỏ nhoi vào bán kết đừng quên rằng ở lượt trận cuối campuchia sẽ còn phải làm khách trước đội tuyển thái lan với hai đội bóng sở hữu hàng công chất lượng cùng ghi được 9 bàn thắng ở aff cup thông thường sự chú ý sẽ đổ dồn về các tiền đạo như Tiresin dangda adi sakrason hay igi maulana Witton sulaman tuy nhiên ở trận đấu sắp tới Người hâm mộ cần phải tập trung vào màn so tài giữa Theerathon Bún Ma Thần và Jock Diamat, một hậu vệ, một trung vệ. Đó là một nghịch lý nhưng cũng rất thú vị. Bún Ma Thần không thay đổi nhiều dù chơi trái sở trường. Nhưng như huấn luyện viên Polking từng chia sẻ với Dinh, anh là một cầu thủ thông minh, đọc trận đấu tốt và luôn tung ra được những đường chuyền sắc lẹt. Khi được đẩy lên chơi tiền vệ tấn công, Bún Ma Thần còn nguy hiểm gấp bội. Trong vùng cấm, Tirasin Dangda chân sút số một lịch sử AFF Cup, luôn chờ đợi để đón đường treo bóng, tạt bóng của bốn ma thần. Đang đa có thể dứt điểm ngay hoặc làm tường cho đồng đội. Đó là phương án tấn công chủ đạo của Thái Lan ở AFF Cup 2022. Sau hai trận, bốn ma thần dẫn đầu danh sách kiến tạo với ba đường truyền thành bàn. Ở thống kê tạo cơ hội, con số còn khủng khiếp hơn. Bù Na Ma Thần đã có 15 lần tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm bỏ xa người đứng thứ hai là LTUCK Malaysia 8 lần sau 3 trận. Hai cầu thủ tạo cơ hội nhiều nhất của tuyển Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng cũng chỉ mới có 5 lần tạo cơ hội. Trong khi đó, Jordi Ahmad mới có một lần ra sân cho tuyển Indonesia. Tuy nhiên, những giá trị mà anh mang lại là rất lớn. Khi những phương án tấn công của Indonesia tỏ ra thiếu hiệu quả, amad tạo sự khác biệt. amad thực hiện rất nhiều đường truyền vượt tuyến, xuyên tuyến để mở ra cơ hội cho các đồng đội. Tuy nhiên, dàn tiền đạo Indonesia đã dứt điểm thiếu sắc bén nên họ chỉ đánh bại Campuchia 2-1. Những đường truyền của Ahmad sẽ rất có giá trị khi tuyển Thái Lan luôn chơi áp đặt với một hàng phòng ngự dâng cao. Trong khi đó, Maulana hay Sulaman đều rất giỏi bất tốc. Vì thế, đây có thể là mảng tấn công nguy hiểm nhất mà Indonesia tạo ra trước người Thái. So với AFF Cup 2020, Nhà đương kim vô địch Thái Lan mất hàng loại trụ cột. Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachit không tham dự AFF CUP 2022 vì bận tập luyện, thi đấu ở Nhật Bản. Họ là hai ngòi nổ quan trọng nhất của voi chiến ghi tổng cộng 7 bàn ở giải đấu trên đất Singapore. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Alexander G. Polking cũng không thể có sự phục vụ của những ngôi sao tấn công hàng đầu ở Thailand một là Suphanath Mushinta 6 bàn. 5 kiến tạo sau 15 trận và Super Chai dây đợt 10 bàn, Hai kiến tạo sau 13 trận. Nguyên nhân là Buriram United, đội dẫn đầu bảng sau 15 vòng, đưa những cầu thủ chất lượng nhất của họ đi tập huấn ở Leicester City Anh. Tuyển Thái Lan mất gần như tất cả cầu thủ sáng tạo chất lượng nhất. Vì thế, huấn luyện viên Paul King buộc phải chuyển từ sơ đồ 4-3-2-1 hoặc 4-3-3 ưa thích sang 4-4-2 và đẩy 4 ma thần, hậu vệ trái số một đội tuyển, lên đã tiền vệ trung tâm trong khi Thái Lan có phần suy yếu, Indonesia lại thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn. Dàn sao trẻ như ASN AVKI Mangkulam, Igi Maulana, Witan Sulaman ngày càng trưởng thành vượt bậc và tỏa sáng đều đặn. Ngoài ra, huấn luyện viên Shin Tae Yong có thêm sự phục vụ của hai cầu thủ nhập tịch là Mark Klok gốc Hà Lan và Jordi Amat gốc Tây Ban Nha. Khi cả hai cùng thay đổi, tâm điểm vô tình rơi vào Bù Nam Ma Thần và Amat. Tâm ảnh hưởng của bún ma thần Amat trong đội hình Thái Lan, Indonesia tương xứng với giá trị của họ. Theo Trần Spam Akit, bộ đôi này có giá trị cao nhất AFF Cup 2022. Cụ thể, Bún ma thần được định giá 600.000 euro còn giá trị của Amat là 1 triệu euro. Bún ma thần là đội trưởng, là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất trong đội hình Thái Lan. Anh từng vô địch G1 League, hai lần lên ngôi ở AFF Cup. Trong khi đó, Ahmad là tân binh của Indonesia nhưng anh từng khoác áo các đội trẻ Tây Ban Nha. Thời đỉnh cao, trung vệ này chơi bóng La Liga trong màu áo Espanyol, Real Betis và Rio Vallecano. Đó chính là lý do Liên đoàn bóng đá Indonesia phải nhập quốc tịch cho Ahmad. Chỉ mới cách đây một năm, Thái Lan hủy diệt Indonesia hoàn toàn trong trận chung kết AFF CUP 2022 với tổng tỷ số 6-2. Tuy nhiên, ở lần tái đấu này, mọi chuyện có thể rất khác. Indonesia và Thái Lan là trận đấu đáng xem nhất của bảng AAFF Cup khi họ đang là đương kim Á quân và vô địch của giải đấu. Trận đấu này càng thêm hấp dẫn bởi nếu có chọn 3 điểm, Indonesia hay Thái Lan sẽ nắm chắc ngôi đầu bảng, qua đó tránh đụng độ đội đầu bảng B nhiều khả năng là Việt Nam ở vòng bán kết. Chiều nay, Indonesia là đội bóng chiếm ưu thế hơn về mặt tâm lý khi được thi đấu trên sân nhà Utama Gelora Bung Song song, đội bóng xứ vạn đảo đang có đà phong độ ấn tượng với chiến thắng 7 không trước Brunei ở lượt trận vừa rồi và đang có chuỗi 5 trận thắng tại mọi đấu trường tham dự. Tuy nhiên, khả năng Indonesia có chọn 3 điểm là rất thấp và đội quân của huấn luyện viên Shin T Yong nên hài lòng với một kết quả hòa. Nên nhớ, Thái Lan luôn là đối thủ kỵ dơ của Indonesia trong những năm gần đây. Theo đó, họ thua tới 7 và chỉ thắng có 2 lần ở 11 trận đối đầu mới đây trước Thái Lan. Đáng chú ý đội khách Thái Lan bước vào trận đại chiến với Indonesia với đội hình tối ưu và phong độ đáng gờm. Lúc này, họ cùng với Việt Nam là hai đội bóng có phong độ trói sáng nhất giải khi thắng cả hai trận, cùng ghi 9 bàn và không một lần thùng lưới. Soi kèo Indonesia gặp Thái Lai, tỷ lệ châu Á 1 phần 2. Không giờ 2 phút trên B3 trận đối đầu vừa rồi giữa Indonesia và Thái Lan có tỷ số hòa. Indonesia thắng kèo 6 phần 7 trận đấu vừa qua. Thái Lan thua kèo 2 phần 3 trận đấu xa nhà mới đây. Tỷ lệ OU 3 giờ 4 phút trên 5 trận đối đầu vừa rồi trên sân của Indonesia có không quá 3 bàn thắng được ghi mỗi trận. 6 trên 9 trận đấu mới nhất của Indonesia và 10 phần 13 trận đấu gần đây của Thái Lan cũng có không quá 3 bàn một trận. Xin kết thúc phần tin tại đây. Hãy nhấn nút đăng ký subscribe để nhận những video mới nhất của chúng tôi. Nhấn like để ủng hộ tác giả và phát triển kênh. Chúng tôi vô cùng biết ơn việc làm đó của các bạn. Các bạn có nhu cầu mua các bộ hát live stream, loa kéo di động, micro karaoke chất lượng uy tín nhất thì liên hệ với Thái Hải TV 2 qua số điện thoại 0939 732 349 nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Thái Hải TV. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2022 theo giờ Việt sẽ diễn ra trận đấu bảng AFF Cup 2022 giữa hai đội Campuchia gặp Brunei. Trận đấu này sẽ được trực tiếp trên kênh YouTube FPT bóng đá Việt, FPT Play, VTV5 và VTV Cần Thơ. Hoặc quý vị có thể bấm vào đường link bên dưới phần mô tả video này là sẽ xem được trực tiếp. Ngoài ra để thuận tiện cho quý độc giả, chúng tôi sẽ cập nhật và tường thuật mọi diễn biến mới nhất liên quan đến trận Campuchia gặp Brunei ngay tại kênh Thái Hải TV. Mời các bạn cùng đón xem. Và sau đây là dự đoán tỷ số thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Phân tích, nhận định những thông tin bên lề trước trận đấu, nếu muốn níu kéo cơ hội vào bán kết AFF Cup 2022, Campuchia buộc phải có chiến thắng đậm trong cuộc tiếp đón đối thủ bất bảng Brunei trên sân nhà ở lượt trận này. Sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng AFF Cup 2022, Campuchia kiếm được 3 điểm. Trận thua với tỷ số 1-2 trước Indonesia đã khiến cho cơ hội đi tiếp của Campuchia bị lung lay nghiêm trọng. Nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết, những chiến binh Angkor cần phải có được 3 điểm trước Brunei, đội bóng yếu nhất bảng và đã chắc chắn bị loại sau 3 trận toàn thua cùng 17 lần vào lưới nhật bóng. Campuchia có thể coi là bất ngờ hiếm hoi ở AFF Cup 2022 với lối đá tấn công có phần phóng khoáng và khá cống hiến. Tuy nhiên thật khó để xếp thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda ngồi chung mầm với Thái Lan và Indonesia. Dẫu vậy, Brunei sẽ là đối thủ tương đối vừa miếng để Campuchia có thể phô diễn được sức mạnh. Đội bóng xứ Angkor khởi đầu bằng chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Philippines. Đến lượt trận thứ hai, dù chơi đầy nỗ lực nhưng rốt cục, Campuchia vẫn thất thủ 1-2 trên sân của Indonesia. Cần phải thừa nhận sự tiến bộ của bóng đá Campuchia sau những gì thể hiện ở giải đấu năm nay. Vẫn biết việc vượt qua vòng bảng là mục tiêu hoàn toàn ngoài tầm với của thầy trò huấn luyện viên Honda song tin rằng Campuchia sẽ chiến đấu đến cùng trước mắt họ sẽ quyết tâm đè bẹp Brunei để vừa kiếm thêm 3 điểm vừa cải thiện hiệu số phụ. Trong trường hợp trận còn lại của lượt này Indonesia với Thái Lan kết thúc có phân thắng, bại thì ít nhất Campuchia sẽ sở hữu cùng 6 điểm với một trong hai đội Indonesia hoặc Thái Lan. Khi đó ít ra quyền tư quyết vẫn nằm trong tay Campuchia ở lượt cuối họ sẽ gặp Thái Lan còn Philippines gặp Indonesia. Nhìn chung, đội quân của huấn luyện viên Keisuke Honda thừa khả năng hoàn thành mục tiêu đề ra bởi đơn giản Brunei quá yếu. Sau 3 trận đã chơi ở AFF Cup 2022, đại diện của quốc gia nhỏ bé nhưng dồi dào vàng đen dầu mỏ này thua sấp mặt cả ba, ghi được đúng một bàn trong khi nhận lại tới 17 bàn thủ. Với việc chấp tới 3-3 trên 4, tức là còn cao hơn cả Philippines 3-1 phần 4 và thắng 5-1 thì Campuchia xem ra được tin tưởng sẽ thắng Brunei ở mức tối thiểu 4 bàn. Campuchia sau trận thắng bất ngờ ở ngày ra quân trước Philippines đã phải nhận thất bại khi làm khách trên sân Indonesia. Dù vậy, với 3 điểm làm vốn, đội bóng xứ chùa tháp vẫn còn hy vọng giành vé đi tiếp việc chỉ phải gặp brunei đội yếu nhất giải là cơ hội rất tốt để chanthea và đồng đội giành thêm điểm số trước khi bước vào lượt trận cuối đây cũng là nhiệm vụ bắt buộc nếu campuchia muốn có vé vượt qua vòng bảng bởi thái lan sẽ đợi họ ở trận chốt lại vòng bảng campuchia ở giải này chơi không tệ họ trình diễn bộ mặt nhiều sức sống với những đường lên bóng tốc độ cái thiếu của họ là bản lĩnh trận mạc và sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm tuy nhiên Điều này không quá quan trọng bởi Brunei sau 3 trận toàn thua đã cho thấy họ hoàn toàn không đủ khả năng làm khó Campuchia. Nếu chơi đúng sức và tận dụng được các cơ hội, 3 điểm khó tuột khỏi tay thầy trò huấn luyện viên Honda. Dự đoán kết quả Campuchia thắng Brunei với tỷ số 3-0. Đội hình dự kiến, phía Campuchia, Keo Soxella, Dung Bùn Hên, Sueri Visa, Sareskria, Số Barain, Inso David, Onchan Polin, Chân Chap, Limpisot, Siêng chăn thẻ A, -A Phía Brunei, Niering, SESA, Azman, Junos, Hassan, Saleh, Ali, Aminuddin, Hakem Said, Ramanh, Adi Said. Nếu muốn điều kéo cơ hội vào bán kết AFF CUP 2022, Campuchia buộc phải có chiến thắng đậm trong cuộc tiếp đón đối thủ bét bảng Brunei trên sân nhà ở lượt trận này. Campuchia mới chỉ có 3 điểm sau hai lượt trận đầu tiên tại AFF Cup 2022. Đội bóng xứ Angkor khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Philippines ở ngày ra quân. Nhưng đến lượt trận thứ hai, dù chơi đầy nỗ lực, Campuchia vẫn thất thủ 1-2 trước Indonesia trên sân khách. Trận thua đáng tiếc này khiến cơ hội vào bán kết của Campuchia bị hẹp dần đi rất nhiều. Với việc Campuchia không thi đấu ở lượt 3, trong lúc Thái Lan và Indonesia đều có được 3 điểm trọn vẹn trước Philippines và Brunei, cục diện ở bảng A đang gây bất lợi cho đội quân của huấn luyện viên Keisuke Honda. Nếu muốn giành vé đi tiếp, Campuchia buộc phải thắng trong hai lượt trận cuối gặp Brunei và Thái Lan. Thực tế, trong hai đối thủ, Brunei có thể xem là vừa miếng với Campuchia. Đội bóng đất dầu mỏ cho thấy sân chơi AFF Cup vẫn là quá tầm với họ. Sau 3 lượt trận, Brunei để thua cả ba, mới chỉ ghi một bàn và để thủng lưới tới 17 lần. Gần nhất, Brunei mới để Indonesia vùi dập với tỷ số 7-0. Campuchia không đẳng cấp như Indonesia nhưng vẫn được đánh giá trên tầm Brunei. Đội chủ nhà chắc chắn sẽ nhập cuộc với tâm thế cửa trên, chơi áp đảo để tìm kiếm một chiến thắng đậm trước Brunei. Ngoài việc tạo động lực cho lượt trận cuối gặp Thái Lan, thắng lợi với tỷ số cách biệt trước đối thủ bét bảng này ít nhiều cũng giúp Campuchia vớt vát chút hy vọng cạnh tranh hiệu số trong cuộc đua vào bán kết. Tại AFF Cup 2022, Campuchia đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về trình độ. Các cầu thủ Campuchia không còn chơi bóng kiểu tự phát hoặc dễ dàng mất tinh thần, sa sút thể lực dẫn đến vỡ trận sau khi để thủng lưới. Ở trận gia quân, Campuchia đã thi đấu rất hứng khởi và đánh bại Philippines 3-2 dù bị đánh giá thấp hơn. Đáng chú ý, sau khi dẫn trước hai bàn và bị gỡ hòa 2, 2, Campuchia không hề nao núng mà vẫn chơi đĩnh đạc để có được bàn thắng quyết định kèm theo 3 điểm rất xứng đáng. Đến trận đấu thứ hai, Campuchia phải làm khách trước Indonesia nhưng cũng không phòng ngự một cách thụ động. Dù thua 1-2 ở trận này, nhưng Campuchia đã có nhiều thời điểm khiến Indonesia phải chơi rất vất vả để bảo vệ lợi thế mong manh. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Keisuke Honda, Campuchia giờ cho thấy họ không cam chịu là đội bóng lót đường. Với 3 điểm sau hai trận, dù không có được vị trí tốt tại bảng A, nhưng Campuchia vẫn chưa hết hy vọng đua tranh vé vào bán kết. Trong khi đó, Brunei trong lần trở lại vòng bảng AFF Cup trước đây mang tên Tiger Cup sau 26 năm vắng mặt đã cho thấy họ vẫn là đội rất yếu. Sau 3 trận đấu, Brunei đều thua đậm, chỉ ghi được một bàn và để thủng lưới tới 17 bàn. Kịch bản chung trong cách chơi của Brunei là họ phòng ngự số đông, chơi với cố gắng đáng ghi nhận nhưng lực bất tòng tâm. Đặc biệt, ở hiệp 2, khi thể lực suy giảm, Brunei rất dễ vỡ trận và thủng lưới nhiều trong những phút cuối. Tại vòng đấu này, hai đội đang dẫn đầu là Thái Lan và Indonesia sẽ đọ sức trực tiếp. Chính vì vậy, Campuchia càng khắc khao giành chiến thắng, thậm chí là thắng càng đậm càng tốt để có khí thế trước trận đấu cuối cùng vòng bảng rất khó khăn gặp Thái Lan. Một cơn mưa gôn vào lưới Brunei là nhiệm vụ rất khả thi với nhà vua Đông Nam Á nếu họ không phung phí cơ hội dứt điểm một cách vô duyên. 26 năm mới trở lại AFF Cup, Brunei quả thật quá yếu so với các đối thủ cùng bảng đấu. Thủng lưới tới 17 lần ghi được một bàn thắng duy nhất và thua cả ba trận đã đấu, Brunei thật khó để có lời chia tay đẹp với giải. Làm khách của Campuchia chắc chắn là thử thách quá khó khăn với đội bóng trẻ này. Ở chiều ngược lại, Campuchia chắc chắn sẽ nhập cuộc với đầy sự quyết tâm. Không chỉ là mục tiêu 3 điểm, những chiến binh Angkor còn cần một chiến thắng đậm để có thể níu giữ hy vọng nhỏ nhoi vào bán kết. Đừng quên rằng ở lượt trận cuối Campuchia sẽ còn phải làm khách trước đội tuyển Thái Lan với hai đội bóng sở hữu hàng công chất lượng cùng ghi được 9 bàn thắng ở aff cup thông thường sự chú ý sẽ đổ dồn về các tiền đạo như Tiresin Dangda, adisak Raison haigi maulana wittan sulaman tuy nhiên ở trận đấu sắp tới người hâm mộ cần phải tập trung vào màn so tài giữa the erathon bú ma thần và jordi amat một hậu vệ một trung vệ đó là một nghịch lý nhưng cũng rất thú vị Bumathan ma thần không thay đổi nhiều dù chơi trái sở trường nhưng như huấn luyện viên King từng chia sẻ với Dinh, anh là một cầu thủ thông minh, đọc trận đấu tốt và luôn tung ra được những đường truyền sắc lẹp. Khi được đẩy lên chơi tiền vệ tấn công, Bốn Ma Thần còn nguy hiểm gấp bội. Trong vùng cấm, Tiresin Dangda, chân sút số một lịch sử AFF Cup, luôn chờ đợi để đón đường treo bóng, tạt bóng của Bốn Ma Thần. Dangda có thể dứt điểm ngay hoặc làm tường cho đồng đội. Đó là phương án tấn công chủ đạo của Thái Lan ở AFF Cup 2022. Sau hai trận bốn ma thần dẫn đầu danh sách kiến tạo với ba đường truyền thành bàn. Ở thống kê tạo cơ hội, con số còn khủng khiếp hơn. bùi nam ma thần đã có 15 lần tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm, bỏ xa người đứng thứ hai là Li k Malaysia, 8 lần sau 3 trận. Hai cầu thủ tạo cơ hội nhiều nhất của tuyển Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng cũng chỉ mới có 5 lần tạo cơ hội. Trong khi đó, Jordi Amat mới có một lần ra sân cho tuyển Indonesia. Tuy nhiên, những giá trị mà anh mang lại là rất lớn. Khi những phương án tấn công của Indonesia tỏ ra thiếu hiệu quả, Ahmad tạo sự khác biệt. Ahmad thực hiện rất nhiều đường truyền vượt tuyến, xuyên tuyến để mở ra cơ hội cho các đồng đội. Tuy nhiên, dàn tiền đạo Indonesia đã dứt điểm thiếu sắc bén nên họ chỉ đánh bại Campuchia 2-1. Những đường truyền của Ahmad sẽ rất có giá trị khi tuyển Thái Lan luôn chơi áp đặt với một hàng phòng ngự dâng cao. Trong khi đó, Maulana hay Sulaman đều rất giỏi bứt tốc. Vì thế, đây có thể là mảng tấn công nguy hiểm nhất mà Indonesia tạo ra trước người Thái. So với AFF CUP 2020, nhà đương kim vô địch Thái Lan mất hàng loại trụ cột. Chanathip Song Supachok Sarachat không tham dự AFF CUP 2022 vì bận tập luyện, thi đấu ở Nhật Bản. Họ là hai ngòi nổ quan trọng nhất của voi chiến ghi tổng cộng 7 bàn ở giải đấu trên đất Singapore. Bên cạnh đó, Huấn luyện viên Alexander Pulkin cũng không thể có sự phục vụ của những ngôi sao tấn công hàng đầu ở Thái Lích một là siêu fanat 6 bàn. 5 kiến tạo sau 15 trận và Supachai dây đứt 10 bàn, hai kiến tạo sau 13 trận. Nguyên nhân là Buriram United, đội dẫn đầu bảng sau 15 vòng, đưa những cầu thủ chất lượng nhất của họ đi tập huấn ở Leicester City Anh. Tuyển Thái Lan mất gần như tất cả cầu thủ sáng tạo chất lượng nhất. Vì thế, huấn luyện viên Pun Kinh buộc phải chuyển từ sơ đồ 4321 hoặc 433 ưa thích sang 442 và đẩy 4 ma thần, hậu vệ trái số 1 đội tuyển, lên đá tiền vệ trung tâm. Trong khi Thái Lan có phần suy yếu, Indonesia lại thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn. Già sao trẻ như ASN, AVKI, Mangkulam, Igi Maulana, Sulaman, ngày càng trưởng thành vượt bậc và tỏa sáng đều đặn. Ngoài ra, Huấn luyện viên Shin Tae-yong có thêm sự phục vụ của hai cầu thủ nhập tịch là Mark Lok gốc Hà Lan và Jordi Amat gốc Tây Ban Nha. Khi cả hai cùng thay đổi, tâm điểm vô tình rơi vào bù Nam ma Thần và Amat. Tâm ảnh hưởng của bù Ma Thần, Amat trong đội hình Thái Lan, Indonesia tương xứng với giá trị của họ. Theo Trần Sperm Akis, bộ đôi này có giá trị cao nhất AFF CUP 2022. Cụ thể, bù Ma Thần được định giá 600.000 euro còn giá trị của Amat là 1 triệu euro. Bún Ma Thần là đội trưởng, là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất trong đội hình Thái Lan. Anh từng vô địch G1 League, hai lần lên ngôi ở AFF Cup. Trong khi đó, Ahmad là tân binh của Indonesia nhưng anh từng khoác áo các đội trẻ Tây Ban Nha. Thời đỉnh cao, trung vệ này chơi bóng La Liga trong màu áo Espanyol, Real Betis và giày ô Valencano. Đó chính là lý do Liên đoàn bóng đá Indonesia phải nhập quốc tịch cho Ahmad. Chỉ mới cách đây một năm, Thái Lan hủy diệt Indonesia hoàn toàn trong trận chung kết AFF Cup 2022 với tổng tỷ số 6-2. Tuy nhiên, ở lần tái đấu này, mọi chuyện có thể rất khác. Indonesia và Thái Lan là trận đấu đáng xem nhất của bảng A AFF Cup khi họ đang là đương kim á quân và vô địch của giải đấu. Trận đấu này càng thêm hấp dẫn bởi nếu có chọn 3 điểm, Indonesia hay Thái Lan sẽ nắm chắc ngôi đầu bảng, qua đó tránh đụng độ đội đầu bảng B nhiều khả năng là Việt Nam ở vòng bán kết. Chiều nay Indonesia là đội bóng chiếm ưu thế hơn về mặt tâm lý khi được thi đấu trên sân nhà Utama Gelora Bung Song song, đội bóng xứ vạn đảo đang có đà phong độ ấn tượng với chiến thắng 7, không trước Brunei ở lượt trận vừa rồi và đang có chuỗi 5 trận thắng tại mọi đấu trường tham dự. Tuy nhiên, khả năng Indonesia có chọn 3 điểm là rất thấp và đội quân của huấn luyện viên Shin Tae Yong nên hài lòng với một kết quả hòa. Nên nhớ, Thái Lan luôn là đối thủ kỵ dơ của Indonesia trong những năm gần đây. Theo đó, Họ thua tới 7 và chỉ thắng có 2 lần ở 11 trận đối đầu mới đây trước Thái Lan. Đáng chú ý, đội khách Thái Lan bước vào trận đại chiến với Indonesia với đội hình tối ưu và phong độ đáng gờm. Lúc này, họ cùng với Việt Nam là hai đội bóng có phong độ trói sáng nhất giải khi thắng cả hai trận, cùng ghi 9 bàn và không một lần thủng lưới. Sai kèo Indonesia gặp Thái Lai, tỷ lệ châu Á 1 phần 2, 0 giờ 2 phút trên B3 trận đối đầu vừa rồi giữa Indonesia và Thái Lan có tỷ số hòa. Indonesia thắng kèo 6 phần 7 trận đấu vừa qua. Thái Lan thua kèo 2 phần 3 trận đấu xa nhà mới đây. Tỷ lệ OU 3 giờ 4 phút trên 5 trận đối đầu vừa rồi trên sân của Indonesia có không quá 3 bàn thắng được ghi mỗi trận. 6 trên 9 trận đấu mới nhất của Indonesia và 10 phần 13 trận đấu gần đây của Thái Lan cũng có không quá 3 bàn một trận. Xin kết thúc phần tin tại đây. Hãy nhấn nút đăng ký subscribe để nhận những video mới nhất của chúng tôi. Nhấn like để ủng hộ tác giả và phát triển kênh. Chúng tôi vô cùng biết ơn việc làm đó của các bạn. Các bạn có nhu cầu mua các bộ hát live stream, loa kéo di động, micro karaoke chất lượng uy tín nhất thì liên hệ với Thái Hải TV 2 qua số điện thoại 0939 732 349 nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Thái Hải TV. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2022 theo giờ Việt, sẽ diễn ra trận đấu bảng AFF Cup 2022 giữa hai đội. Campuchia gặp Brunei, trận đấu này sẽ được trực tiếp trên kênh YouTube FPT Bóng đá Việt, FPT Play, VTV5 và VTV Cần Thơ, hoặc quý vị có thể bấm vào đường link bên dưới phần mô tả video này là sẽ xem được trực tiếp. Ngoài ra để thuận tiện cho quý độc giả, chúng tôi sẽ cập nhật và tường thuật mọi diễn biến mới nhất liên quan đến trận Campuchia gặp Brunei ngay tại kênh Thái Hải TV. Mời các bạn cùng đón xem và sau đây là dự đoán tỷ số thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu phân tích, nhận định những thông tin bên lề trước trận đấu nếu muốn níu kéo cơ hội vào bán kết AFF Cup 2022. Campuchia buộc phải có chiến thắng đậm trong cuộc tiếp đón đối thủ bét bảng Brunei trên sân nhà ở lượt trận này. Sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng AFF Cup 2022, Campuchia kiếm được 3 điểm. Trận thua với tỷ số 1-2 trước Indonesia đã khiến cho cơ hội đi tiếp của Campuchia bị lung lay nghiêm trọng. Nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết, những chiến binh Angkor cần phải có được 3 điểm trước Brunei, đội bóng yếu nhất bảng và đã chắc chắn bị loại sau 3 trận toàn thua cùng 17 lần vào lưới nhặt bóng. Campuchia có thể coi là bất ngờ hiếm hoi ở AFF Cup 2022 với lối đá tấn công có phần phóng khoáng và khá công hiến. Tuy nhiên thật khó để xếp thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda ngồi trung mâm với Thái Lan và Indonesia. Dẫu vậy, Brunei sẽ là đối thủ tương đối vừa miếng để Campuchia có thể phô diễn được sức mạnh. Đội bóng xứ Angkor khởi đầu bằng chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Philippines. Đến lượt trận thứ hai, dù chơi đầy nỗ lực nhưng rốt cục, Campuchia vẫn thất thủ 1-2 trên sân của Indonesia. Cần phải thừa nhận sự tiến bộ của bóng đá Campuchia sau những gì thể hiện ở giải đấu năm nay. Vẫn biết việc vượt qua vòng bảng là mục tiêu hoàn toàn ngoài tầm với của thầy trò huấn luyện viên Honda song tin rằng Campuchia sẽ chiến đấu đến cùng. Trước mắt họ sẽ quyết tâm đè bẹp Brunei để vừa kiếm thêm 3 điểm vừa cải thiện hiệu số phụ. Trong trường hợp trận còn lại của lượt này Indonesia gặp Thái Lan, kết thúc có phân thắng bại thì ít nhất Campuchia sẽ sở hữu cùng 6 điểm với một trong hai đội, Indonesia hoặc Thái Lan. Khi đó ít ra quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Campuchia ở lượt cuối, họ sẽ gặp Thái Lan còn Philippines gặp Indonesia. Nhìn chung, đội quân của huấn luyện viên Keisuke Honda thừa khả năng hoàn thành mục tiêu đề ra bởi đơn giản Brunei quá yếu. Sau 3 trận đã chơi ở AFF Cup 2022, đại diện của quốc gia nhỏ bé nhưng dồi dào vàng đen, dâu mỏ, này thua sấp mặt cả ba, ghi được đúng một bàn trong khi nhận lại tới 17 bàn thu. Với việc chấp tới 3-3-4, tức là còn cao hơn cả Philippines, 3-1-4 và thắng 5-1, thì Campuchia xem ra được tin tưởng sẽ thắng Brunei ở mức tối thiểu 4 bàn. Campuchia sau trận thắng bất ngờ ở ngày gia quân trước Philippines đã phải nhận thất bại khi làm khách trên sân Indonesia. Dù vậy, với 3 điểm làm vốn, đội bóng xứ Chùa Tháp vẫn còn hy vọng giành vé đi tiếp. Việc chỉ phải gặp Brunei. Đội yếu nhất giải là cơ hội rất tốt để Chanthia và đồng đội giành thêm điểm số trước khi bước vào lượt trận cuối. Đây cũng là nhiệm vụ bắt buộc nếu Campuchia muốn có vé vượt qua vòng bảng bởi Thái Lan sẽ đợi họ ở trận chốt lại vòng bảng. Campuchia ở giải này chơi không tệ, họ trình diễn bộ mặt nhiều sức sống với những đường lên bóng tốc độ. Cái thiếu của họ là bản lĩnh trận mạc và sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm. Tuy nhiên, điều này không quá quan trọng bởi Brunei sau 3 trận toàn thua đã cho thấy họ hoàn toàn không đủ khả năng làm khó Campuchia. Nếu chơi đúng sức và tận dụng được các cơ hội, ba điểm khó tuột khỏi tay thầy trò huấn luyện viên Honda. Dự đoán kết quả Campuchia thắng Brunei với tỷ số 3-0. Đội hình dự kiến: phía Campuchia, Keo Sok Rung Bunhen, Hem, Y Visa, Sarat số Bara -In, In Sodavit, Onchan Polin, CHOUN chân Cháp, Lim Pisot, Chanthea, Tes SAMBATH, phía Brunei, Niring, SISA Arman, Junos, Hassan, Saleh, Ali, Aminuddin, Hakem Said, Ramanh, Adi Said. Nếu muốn níu kéo cơ hội vào bán kết AFF Cup 2022, Campuchia buộc phải có chiến thắng đậm trong cuộc tiếp đón đối thủ bét bảng Brunei trên sân nhà ở lượt trận này. Campuchia mới chỉ có 3 điểm sau hai lượt trận đầu tiên tại AFF Cup 2022. Đội bóng xứ Angkor khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Philippines ở ngày ra quân. Nhưng đến lượt trận thứ hai, dù chơi đầy nỗ lực, Campuchia vẫn thất thủ 1-2 trước Indonesia trên sân khách. Trận thua đáng tiếc này khiến cơ hội và bán kết của Campuchia bị hẹp dần đi rất nhiều. Với việc Campuchia không thi đấu ở lượt 3, trong lúc Thái Lan và Indonesia đều có được 3 điểm trọn vẹn trước Philippines và Brunei, cục diện ở bảng A đang gây bất lợi cho đội quân của huấn luyện viên Keisuke Honda. Nếu muốn giành vé đi tiếp, Campuchia buộc phải thắng trong hai lượt trận cuối gặp Brunei và Thái Lan. Thực tế, trong hai đối thủ, Brunei có thể xem là vừa miếng với Campuchia. Đội bóng đất giàu mỏ cho thấy sân chơi AFF Cup vẫn là quá tầm với họ. Sau ba lượt trận, Brunei để thua cả ba, mới chỉ ghi một bàn và đề thủng lưới tới 17 lần. Gần nhất, Brunei mới để Indonesia vùi dập với tỷ số 7-0. Campuchia không đẳng cấp như Indonesia nhưng vẫn được đánh giá trên tầm Brunei. Đội chủ nhà chắc chắn sẽ nhập cuộc với tâm thế cửa trên, chơi áp đảo để tìm kiếm một chiến thắng đậm trước Brunei. Ngoài việc tạo động lực cho lượt trận cuối gặp Thái Lan, thắng lợi với tỷ số cách biệt trước đối thủ bét bảng này ít nhiều cũng giúp Campuchia vất vát chút hy vọng cạnh tranh hiệu số trong cuộc đua vào bán kết. Tại AFF Cup 2022, Campuchia đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về trình độ. Các cầu thủ Campuchia không còn chơi bóng kiểu tự phát hoặc dễ dàng mất tinh thần, xa suốt thể lực dẫn đến vỡ trận sau khi để thủng lưới. Ở trận gia quân, Campuchia đã thi đấu rất hứng khởi và đánh bại Philippines 3-2 dù bị đánh giá thấp hơn. Đáng chú ý, sau khi dẫn trước hai bàn và bị gỡ hòa hai hai campuchia không hề nao núng mà vẫn chơi đĩnh đạc để có được bàn thắng quyết định kèm theo ba điểm rất xứng đáng đến trận đấu thứ hai campuchia phải làm khách trước indonesia nhưng cũng không phòng ngự một cách thụ động dù thua một hai ở trận này nhưng campuchia đã có nhiều thời điểm khiến indonesia phải chơi rất vất vả để bảo vệ lợi thế mong manh dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên keisuke honda campuchia giờ cho thấy họ không cam chịu là đội bóng lót đường với 3 điểm sau hai trận, dù không có được vị trí tốt tại bảng A, nhưng Campuchia vẫn chưa hết hy vọng đua tranh vé vào bán kết. Trong khi đó, Brunei trong lần trở lại vòng bảng AFF Cup, trước đây mang tên Tiger Cup, sau 26 năm vắng mặt đã cho thấy, họ vẫn là đội rất yếu. Sau 3 trận đấu, Brunei đều thua đậm, chỉ ghi được một bàn và để thủng lưới tới 17 bàn. Kịch bản chung trong cách chơi của Brunei là họ phòng ngự số đông, chơi với cố gắng đáng ghi nhận nhưng lực bất tổng tâm. Đặc biệt, ở hiệp 2, khi thể lực suy giảm, Brunei rất dễ vỡ trận và thủng lưới nhiều trong những phút cuối. Tại vòng đấu này, hai đội đang dẫn đầu là Thái Lan và Indonesia sẽ đọ sức trực tiếp. Chính vì vậy, Campuchia càng khát khao giành chiến thắng, thậm chí là thắng càng đậm càng tốt để có khí thế trước trận đấu cuối cùng vòng bảng rất khó khăn gặp Thái Lan. Một cơn mưa gôn vào lưới Brunei là nhiệm vụ rất khả thi với nhà vua Đông Nam Á nếu họ không phung phí cơ hội dứt điểm một cách vô duyên. 26 năm mới trở lại AFF Cup Brunei quả thật quá yếu so với các đối thủ cung bảng đấu, thủng lưới tới 17 lần, ghi được một bàn thắng duy nhất và thua cả 3 trận đã đấu, Brunei thật khó để có lời chia tay đẹp với giải. Làm khách của Campuchia chắc chắn là thử thách quá khó khăn với đội bóng trẻ này. Ở chiều ngược lại, Campuchia chắc chắn sẽ nhập cuộc với đầy sự quyết tâm. Không chỉ là mục tiêu 3 điểm, những chiến binh Angkor còn cần một chiến thắng đậm để có thể níu giữ hy vọng nhỏ nhoi vào bán kết. Đừng quên rằng ở lượt trận cuối Campuchia sẽ còn phải làm khách trước đội tuyển Thái Lan với hai đội bóng sở hữu hàng công chất lượng cùng ghi được 9 bàn thắng ở AFF Cup, thông thường sự chú ý sẽ đổ dồn về các tiền đạo như Tiray Sin Dangda, Adi Sakraison hay Igi Maulana, Witton Sulaman. Tuy nhiên, ở trận đấu sắp tới, người hâm mộ cần phải tập trung vào màn so tài giữa Thera Thần Bún Ma Thần và Jordi Amat, một hậu vệ, một trung vệ. Đó là một nghịch lý nhưng cũng rất thú vị. Bún Ma Thần không thay đổi nhiều dù chơi trái sở trường nhưng như huấn luyện viên Paul King từng chia sẻ với dinh anh là một cầu thủ thông minh đọc trận đấu tốt và luôn tung ra được những đường truyền sắc lẹm khi được đẩy lên chơi tiền vệ tấn công bún ma thần còn nguy hiểm gấp bội trong vùng cấm Sin Dangda chân sút số một lịch sử AFF Cup luôn chờ đợi để đón đường treo bóng tạt bóng của bún ma thần Dangda có thể dứt điểm ngay hoặc làm tường cho đồng đội đó là phương án tấn công chủ đạo của Thái Lan ở AFF Cup 2022 sau hai trận bốn ma thần dẫn đầu danh sách kiến tạo với ba đường truyền thành bàn. Ở thống kê tạo cơ hội, con số còn khủng khiếp hơn. Buda ma thần đã có 15 lần tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm, bỏ xa người đứng thứ hai là Liteuseka, Malaysia, 8 lần sau 3 trận. Hai cầu thủ tạo cơ hội nhiều nhất của tuyển Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng cũng chỉ mới có 5 lần tạo